Chết tiệt, trễ giờ đi làm rồi. Cô là giáo viên chủ nhiệm thứ tư, tính từ đầu học kỳ 1 tới giờ, hy vọng cô sẽ làm nên kỳ tích. Lớp 11A yêu quý, cô đang đến với tụi em đây. Cả lớp mình, cô tên là Thảo. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm thứ tư của lớp mình. Rất mong được cả lớp mình giúp đỡ ha. Lớp 11A là lớp hội tụ những em khó trị nhất trường. Các em giống như một quả bom hẹn giờ. Cô cẩn thận đó. Tôi cho bốn chú 1 phút 30 giây để giải quyết vấn đề. Bọn ta đến đây là để giải quyết mày. Vì mày đã làm hư chuyện vui của người khác. Chuyện vui của người khác? Trời ơi, tha cho anh đi. Anh chỉ là lao công quét rác, cắt cỏ trong trường thôi. Anh không có rảnh để mà xen vào chuyện vui của người khác. Mấy chú hiểu không? Lao công cắt cỏ hả? Mặc đồ đẹp như vậy, đi xe đẹp như vậy, mày xạo với ai vậy? Anh nghĩ bốn cái đầu của bốn chú á gắn ở trên cái cổ chỉ để trang trí thôi, chứ không hiểu được hai từ đam mê đâu. Chỉ cần có đam mê, làm công việc gì mình cũng cảm thấy vui. Hiểu chưa? Hả? Đúng rồi. Tối qua mày vui quá mà. Mày gây sự với ai mày có nhớ không? Ê mày, tao thấy tao để ý nha. Mày quen con nào mày xấu mà mày quen con nào cũng đẹp hết trơn á. Cho tao con áo xanh nha. Cho mày luôn, tao chỉ để ý em gái mà áo ống đeo cà lê đáp thôi. Tào lao, áo ống mà đeo cà lê quá. Chị không thích em. Và điều quan trọng nhất á là chị có bạn trai rồi. Em không thích kệ em. Lên. Tao để quên cái còi rồi đi gái. Thôi đi. Đi đâu? Tao và bệnh xử lý. Đi đâu? Ê, xin lỗi. Ê chú em ơi, người ta nói người ta có người yêu rồi.
chú em níu kéo chi mắc mặt đàn ông quá à, chú hiểu không? Này ông Anh à, hả? Không phải chuyện của anh. Ông Anh lo chuyện bao đồng thì đừng có trách. Cút đi. Ê mày, đẩy tao. Đẩy tao đang ngợn. Đi đi em gái ơi, thấy biết cho mà. Đi đi. Ơi sao anh chưa tới à? Mặt anh ở đây nè. Ở đây nhiều máu nè. Bạn ơi, bạn có sao không bạn? Đúng rồi. Ê, tao bạn mày sao mày không hỏi thăm, mày hỏi nó. Ai mà biết mày hai cái mặt giống nhau quá. Mày có vỏ rồi bảo vệ mày chi? Đi đâu vậy? Chạy tới tiếng gọi tình yêu. Ê, đánh trang qua chú em ơi, đánh là phải đánh gì vậy? Nói chú em biết nha, Trần Thảo Nam tam đẳng quyền đai đó. Đừng có nghĩ mình là đàn ông mà ức hiếp phụ nữ, xấu hổ mặt đàn ông lắm. Nhớ rõ nha. Ok. Shit. Thằng khốn. À, không lẽ là thằng nhóc đó? Mà nói nhiều quá, xử nó. Nhìn thần thái của chú em, có vẻ chú em là đại ca của cái nhóm này đúng không? Không, tôi cho thuê mô tô. Bye mấy chú nha, anh đi làm đi. Cô Châu à, cô còn suy nghĩ cái gì nữa? Cái lớp đó là toàn là một cái đám mất dạy không à, không có dạy dỗ được nó, không có thầy cô nào dạy dỗ được nó đâu. Chả gì gia đình tụi nó dạy đi. Mà tôi nói thiệt, nếu mà như nó có trở về gia đình á, cha mẹ nó dạy nó cũng không có được đâu. Chỉ cho nó ra ngoài xã hội, chỉ có xã hội mới dạy được nó thôi. Sao thầy nói gì kỳ vậy? Mình là giáo viên, mình phải có trách nhiệm với tụi nó chứ. Nếu như đó là con thầy tính sao đây? Trời ơi, tôi đẻ sao được trời. Trả về cho thầy, hay đưa ra xã hội để cho xã hội dạy chúng. Trước khi vào con đường này, tôi nghĩ thầy đã chuẩn bị tâm lý kỹ rồi phải không? Ngay cả tôi cũng vậy. Mình được mọi người gọi là giáo viên, được các học sinh gọi là thầy là cô, thì mình phải làm hết trách nhiệm và khả năng của mình. Tôi nói thiệt, tôi nói thiệt nha, tôi có cảm giác là cái trường này riết rồi. Cô điều hành nó trở thành một cái trường giáo dưỡng, nó không phải là một cái trường học nữa. Rồi tình hình của cô Thảo bây giờ sao rồi? Trời ơi, te tua bầm dập, sắp cấp cứu rồi đó. Yên tâm đi, tôi sẽ tìm một người cùng nhiệt huyết để đồng hành cùng với cô Thảo. Chúng ta không thể nào bỏ rơi các em được. Hết nói nổi. Cái đám học sinh này cấp 3 rồi, chứ đâu phải cấp 1 đâu mà xả rác bừa bãi, vô ý thức. Lúc nào ba cái lương tâm nghề nghiệp vớ vẩn. Là tôi đi, tôi đuổi hết cho khỏe. Tụi bay phá trường cho tao.
sợ cái gì vậy trời? Mày làm gì đó? Thì ra cái lũ tụi này đã bị đuổi học vô trường làm cái gì nữa? Thì ra là mấy thằng phá phách này tới đây định phá trường hả? Bảo vệ đâu? Bảo vệ đi! Đi ra! Lên nha! Đuổi ra khỏi trường! Bảo vệ nè! Bảo vệ nè! Các chú em đang phá cái chén cơm của tôi rồi đó. Nếu các chú không dừng tay, tôi sẽ dạy cho các chú một bài học về môn đạo đức. Anh tránh ra! Người tôi muốn xử lý là ông này. Ông đã đuổi học tôi vì những lý do không chính đáng. Tôi muốn xử lý ông. Mấy cái lứa mất dạy này. Tụi bay xứng đáng ở trong tù, chứ không trong trường học được. Đủ cái thứ mất dạy mà. Những thứ cặn bã của xã hội. Trời ơi, bảo vệ nó báo công an bắt tụi nó hết đi. Đủ rác rưởi. Thầy hiệu phó đúng không? Phải thầy hiệu phó không? Tụi nó không có giáo dục, tụi nó mới bước vào cái trường này cho ông giáo dục. Ông là thầy mà ông ăn nói kiểu đó thì làm sao dạy học sinh? Bảo ông nói ai rác rưởi? Ông nói ai rác rưởi? Tụi nó. Ông nói ai rác rưởi? Nó rác rưởi thì ông là đại rác rưởi. Mắm tôm giờ tôi rác nữa là trời. Còn tôi nói cho các chú em biết nè, tôi là Trần Hạo Nam, cái trường này á là chỗ tôi làm việc. Tôi cấm các chú em từ nay bước vào cái ngôi trường này để phá phách nha. Biết đây bây. Quá là người đặc biệt. My style. Rất bản lĩnh, rất manly. Khi phải đau đầu, không biết làm sao giải trình cho sở đây nữa. Nữa, lại không gõ cửa nữa, lần nào cũng vậy. Cô Châu à! Cái gì? Tại sao cô chưa trừng trị cái thằng côn đồ đó? Cô tính hãm hại đồng nghiệp hả? Cô tính hãm hại tôi đúng không? Cô coi cái lưng tôi đi, nó hành hạ tôi ra thế này nè. Nó là thằng côn đồ. Trời ơi, tại sao lại nhận nó vô làm lao công? Nếu như cô không trừng trị, tôi sẽ báo công an bắt cái thằng côn đồ đó và bắt tất cả các lũ học sinh mất dạy. Tụi nó phải bồi thường danh dự, nhân phẩm cho tôi và cái lưng của tôi, phải bồi thường cái lưng cho tôi. Đó. Khẩu nghiệp. Bị đánh về cái tội hay chửi mà không chừa nữa. Nó đánh hồi nào? Nó giục nguyên một con lên xe luôn. Nè, có nhân phẩm đâu mà đòi bồi thường hả? Thiệt cô... tình. Nói ra mà còn mất mặt thêm. Cô mới nói cái gì? Mà tôi thấy người đó ở đâu hình như quen lắm ta. Hình như có gặp ở đâu rồi đấy nè. Nè cô Châu, cái thứ đó đó nha, muốn gặp nó chỉ có gặp trong tù thôi. Cái thằng đó không thể nào sống ngoài xã hội được, nó phải cách ly. Cô nói gì? Tôi không có danh dự à? Cô bớt hãm hại đồng nghiệp đi. Cô bôi cho chắc chắn cái danh dự của tôi. Tôi nói thiệt, với cái đà này, tất cả các phụ huynh sẽ không bao giờ gửi con cái vô cái trường học này nữa. Cô hiểu không? Ây da. Mày, mấy tấm hình này bây giờ móc lên Facebook ấy, tao đảm bảo với mày là hot luôn. Mà đáng đời cái ông thầy gà mái này, suốt ngày chửi học sinh như rác ấy. Đúng là đáng đời mà. Tao cũng ghét nhất là mấy ông thầy bà cô, tỏ ra mình học thức, thanh cao. Ai về toàn là giả tạo, mang tính giáo viên. Mà cũng vui, lâu lâu có cái để coi nè. Họ nghĩ họ là giáo viên nên thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói. Bây giờ ấy, giáo viên nào chẳng như giáo viên nào. Nào là bạo lực, đút lót, con ông cháu cha chạy bằng cấp để mang cái danh giáo viên. Chẳng có gì tốt đẹp cả. Bây giờ còn có giáo viên đi dạy như số thời trang, khoe của nữa cơ.
đỡ mày. Đây rồi. Thầy, thầy. Thầy. Con hôi lắm hả? Nhiều. Mấy chai xà bông mà vẫn còn hôi hả? Nghĩ tới chuyện hôm qua mà tôi không phải gì, thấy thầy tức nhiều tôi cũng tức giùm thầy. Mà sao thầy tức dữ vậy? Sao không tức? Cái đám này quá coi thường tôi. Nó phải nhớ tôi là một hiệu phó một trường danh tiếng, vậy mà nó chổi mắng tôm cho người tôi, còn dũng tôi vô sụt rác nữa. Tức. Thầy, thầy, tôi thông cảm cho thầy. Và tôi muốn hỏi cái điều quan trọng là. Hỏi đi. Thầy rớt cho thùng rác thơm không? Trông nó thúi lắm. Tắm lại đi. Tôi bị như vậy mà mấy người còn đùa giỡn với tôi, mà đùa giỡn với tôi được nữa hả? Không phải thầy, không phải thầy, thầy bình tĩnh. Ý là thầy cái thời điểm đó, thầy cô chúng tôi thấy được cảnh tượng đó rất là tức, nhưng mà không thể nào mà nhào tới ứng cứu thầy được, vì cái mùi, cái mùi nó quá dễ sợ, nó làm xa lánh nhau luôn đó thầy. Cho nên chúng tôi không thể nào chị ngã em nâng với thầy được. Thầy thông cảm. Mà sao không thay áo đi? Nó còn cái hương á. Tôi trả thù, tôi sẽ trả thù. Một đám sinh mất dạy cộng lên thằng lão công quá khốn nạn mà. Sao vậy? Cái tay rồi. Trời đó, không sao. Không sao. Alo, tôi nghe đây. Dạ cô Châu ơi, tôi đã tìm ra được hồ sơ của nhân viên lao công Trần Hậu Nam rồi ạ. Thật sao? Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ không có gì ạ. Hiện tại thì thầy Hậu Nam đang ở trong trường của tôi. Dạ. Tôi đang làm văn bản để tường trình lên thanh tra sở. Nếu vậy thì tôi sẽ tranh thủ gửi hồ sơ qua cho cô sớm. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Thành thật cảm ơn. Dạ. Mỏ về tối rồi hát cho gái nghe. Ủa, tôi nghe nói tối hôm qua đi xem mắt mấy em rau sạch mà, sao hôm nay bị tát mỏ vậy? Ê, mày có loại nước thần thánh nào mà uống vô cho nó bớt nhục không? Uống đi, tới giờ tao đi tục mà. Ngồi xuống. Nghe nói mày hôm qua đi bảo vệ cô gái đó, sao rồi? Tao không có đi, tao đi kèo khác. Đi kèo khác mà sao cái mỏ mày gì kỳ vậy? Đang hát karaoke ngủ gục cái mỏ nó đập vô cái mi. Vậy hả? Ê, nè. Mày khai không? Ai da. Thì tối qua tao có đi theo cô gái đó. Tao kêu 3G mất sống. Anh theo tôi làm cái gì? Anh muốn đưa cùng em về vùng biển vắng. Sao anh giai anh đĩa vậy? Tôi có bạn trai rồi. Anh không có giống cái thằng hồi nãy đâu. Nãy bạn trai em nhắn tin anh nói bị bể bánh xe rồi, để anh đưa em về. Mà cho anh xin số điện thoại để đi đường mình có lạc mất nhau, mình nhắn tin tìm nhau.
nó khùng. Ê thằng kia. Anh đang hiếp em kìa. Đây là bạn gái của tao. Mày tính dê à? Bạn không có đẳng cấp nói chuyện với mình. Bạn đang bình thường. Uống bia ly rồi cùng đẳng cấp. Mày thích nhây không? À, không có nhây. Nhưng mà mình nói cho bạn nghe là Facebook mình có bạn chung được thì bạn gái cũng có bạn chung được. Hiểu không? Không nè. Đi em. Ôi Lâm ơi. Vậy sau này còn bỏ bạn bè đi theo gái nữa không? Đáng cái đời của mày. Nó có chết cũng không hết mày gái. Nước uống thần thánh bất nhục của mày đó. Trà đá hôm qua. Có biến, có biến. Cười chữ nữa. Chào chị trưởng. Em chào cô. Kể cho tôi nghe về sự cố chuyện mà cậu đánh đồng nghiệp đi. Sao cô muốn biết? Bởi vì tôi vừa nảy ra ý định muốn cậu về trường dạy, muốn cậu trở về đúng con đường mà cậu đã chọn. Và cậu đã bỏ lỡ một lần. Trước đây tôi không để ý cậu đã làm việc trong trường của tôi. Nhưng sau sự việc hôm nay, tôi đã điều tra và tìm hiểu về quá khứ của cậu. Quả thật cậu là một người đặc biệt, hết sức đặc biệt. Tôi rất thích. Đặc biệt trong cách ứng xử, đặc biệt trong cách hành động, và nhất là giọng nói của cậu rất thuyết phục lòng người. Ai là kịch? Dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà ý cô là muốn em quay lại trường dạy. Tức là em có thể làm giáo viên. Đồng nghĩa là em có thể quay lại với nghề. Cậu sẽ là giáo viên dạy môn thể dục đúng với chuyên ngành của cậu. Đồng thời sẽ kiêm thêm giáo viên chủ nhiệm lớp 11A. Yên tâm đi, tôi sẽ thu thập bằng chứng để chứng minh rằng cậu có đủ phẩm chất để trở thành là một giáo viên. Cậu còn yêu nghề không? Cô nói thiệt không cô? Thiệt. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Em cảm ơn cô. Đau. Dạ, xin lỗi. Em vui quá. Tôi được làm giáo viên rồi. Tôi được quay lại với nghề rồi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, em cảm ơn. Riết rồi cái chỗ làm việc của tôi giống y như là cái chợ vậy đó. Không có một tiếng gõ cửa là sao? Hiểu rồi. Tôi đã xác minh kỹ càng là thầy Hạo Nam chưa từng làm việc xấu. Trước đây có đánh một đồng nghiệp, nhưng là vì lý do đứng ra bênh vực bảo vệ cho một cậu học sinh bị ức hiếp, rồi sau đó gia nhập vào băng đảng Black Panther. Nhưng đó không phải là một băng đảng xấu, mà là một băng đảng tốt, chuyên giúp đỡ những người khó khăn. Tức cô hiệu trưởng à, cô suy nghĩ lại đi. Nó là thằng giang hồ mà nó làm lao công cũng tạm chấp nhận, nhưng mà giang hồ mà nó làm thầy giáo là sao? Người ta nhìn vô cái trường mình như thế nào? Cô hiệu trưởng ơi, cô nghĩ sao cô đón một người giang hồ vô làm giáo viên của cái trường này? Tôi có cặp mắt quan sát, trái tim cảm nhận và bộ não phân tích. Những việc tôi làm, tôi nghĩ là đúng. Nhưng mà tôi có bản lĩnh chịu trách nhiệm cho chuyện này. Tại sao mọi người không để cho thầy Hạo Nam chứng minh cho mọi người thấy là thầy ấy có khả năng làm giáo viên?
Mày đi hay là mày vô đây mày đánh lộn hả? Mày giang hồ mày, mày tính là đại ca hả? Hai ai mày hả? Học không ra học. Em mấy có lỗi gì? Sao thầy đánh em ấy? Nó đánh bạn học trong lớp, đánh con người ta tét mặt tét mày, xưng cái mặt mày. Trong khi đó học sinh kia là con nhà giàu, có điều kiện, có địa vị. Người ta điện thoại người ta chửi tôi, bắn vốn tôi, mất uy tín của tôi, tôi phải phạt nó thôi. Nhưng mà thầy ơi, bạn nó đánh em trước, bạn nó xé sách của em mà. Mày còn cãi hả? Mày đổ nước cho người ta mà mày còn cãi hả mày? Nhưng mà bạn ấy gần chân là em té quá thầy. Mày lại chối nữa, mày chối nha. Mày chối nha mày. Sao thầy đánh em mấy hoài vậy hả? Thầy vừa đánh vừa bắt em mấy quỳ, lỡ mấy có chuyện gì thì sao? Tôi muốn phạt nó thì tôi phạt, vì nó mà tôi bị chửi. Người ta có một đứa con duy nhất à, lỡ có chuyện gì làm sao tôi đây được. Bây giờ em nói cho thầy biết là em có lỗi trước hay là bạn có lỗi trước? Dạ thầy, là bạn ấy đánh em trước, bạn ấy gặp cho em té trước. Tại sao thầy là giáo viên chủ nhiệm mà thầy thiên vị như vậy? Mày mới vô dạy, mày đừng có kiếm chuyện với tao. Chuyện lớp tao tự tao giải quyết tao được. Đi xuống xe. Mình quá chuẩn để làm một giáo viên. Không ngờ cũng có một ngày mình quay trở lại con đường này, bắt đầu những ước mơ, những lý tưởng cao cả của mình thôi. Yes. À, hôm nay cô sẽ giới thiệu đến cả lớp mình một giáo viên mới. Cả lớp ngồi xuống đi, ngồi xuống, ngồi xuống. Chào, chào cả lớp. Thầy là Hạo Nam. Kể từ ngày hôm nay, thầy sẽ là giáo viên phụ trách môn thể dục của các em, và cũng là giáo viên đồng chủ nhiệm cùng với cô giáo Thảo. Thật sự hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với thầy, và rất là ý nghĩa. Và thầy nghĩ hôm nay cũng là một ngày đặc biệt và ý nghĩa đối với các em, có phải không? Không sao. Ủa, mà hình như lớp mình hôm nay vắng một bạn, có phải không? À, cô đang lo lắng điều gì à? Tôi vẫn chưa hết bất ngờ, và cũng khá là lo lắng cho anh. Không có gì đâu cô à. Trước khi tôi đồng ý nhận lời để mà trở về làm giáo viên thì tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi á, bây giờ không có dễ thất bại đâu. Không có gì làm khó được tôi hết á, trừ khi tôi bỏ cuộc thôi. Quá khứ không đại diện cho tương lai. Rắc rối à? Mau mau đến đây đi, tao đang đợi mày đó. Ông thầy Hạo Nam sắp trở thành giáo viên đồng chủ nhiệm lớp mình với cô Thảo đó. Nice. Thằng cha chết tiệt này, đánh tao mà đòi làm cái việc của tao á. Tao, thằng Tuấn Phong này, sẽ là người tống cổ nó ra khỏi cái trường này. Everybody. cho hỏi là chỗ tôi ở đâu ạ? Cái này trống chắc chỗ chú tôi đây. Hình như đang bình luận kính về tôi đúng không? Rất vui.
Rất vui khi hôm nay tôi được trở thành đồng nghiệp của tất cả mọi người. Thật sự tôi đang rất là hào hứng. Em là Trần Hạo Nam. Dạ, có gì chỉ dạy cho em nha. Dạ. Thằng cha thấy ghét khó ưa. Để coi được bao lâu. Cái này á, hồi tôi còn đi học á, tôi chơi hoài. Thầy. Thầy phó. Dạ. Ăn coi ngồi, ngồi coi hướng. Ngồi hết cái chỗ người ta đi. Bụng bự gì sao chen mới được. Dạ. Xin lỗi thầy. Em mệt quá. Dạ. Dạ thầy. Chẳng hay thầy đã làm quen lớp chưa? Chứ lớp nó nhiều trò vui lắm. Tôi nghĩ nếu như thầy chủ lâu thì sau này thầy sẽ biết mấy em nó vui cỡ nào. Dạ. Thời gian đầu đối với em là một cửa ải rất là khó khăn. Nhưng ngọn lửa đam mê đang cháy ở trong lòng em sẽ dạy dỗ được các em trở thành những nhân tố sáng nhất của tiệm này. Dạ. Em cho phép em được. Đây là cái trường học chứ không phải là cái xã đoàn. Dạ. Cái ngọn lửa em đang cháy quá, hiểu không? Dạ em xin lỗi thầy, ngọn lửa cháy quá. Xin lỗi thầy nha. Dạ. Cho em được bắt tay thầy cái. Đau quá trời. Chết tôi rồi, cái tay của tôi trời ơi, buông ra. Gì? Tôi có làm gì đâu, tôi đâu có bóp gì đâu mà ông làm. Mà đâu có trách được. Cái tay quen đi quýnh lộn. Giang hồ mà. Đúng thầy. Mà nói cho thầy biết gì nè, tôi cũng mong thầy cố gắng hơn. Tại vì mình đã bị đình chỉ một lần rồi đó. Chỉ mong là làm tốt công việc của mình, đừng để bị đình chỉ nữa. Dạ. Cảm ơn những lời mà vàng ngọc của thầy đã nhắn nhủ và dạy dỗ em. Em hứa em sẽ trở thành một giáo viên có trách nhiệm để dạy dỗ các em nên người. Nhưng mà với cái ngọn lửa đam mê của em bây giờ á, em chắc rằng không ai có thể ngăn cản em được. Còn cái chuyện vừa rồi á, mong thầy bỏ qua cho em. Vì em nghĩ chắc thầy già rồi, không có trách con nít, đúng không? Giờ xin phép mọi người vui vẻ không có vào nha. Theo những nghiên cứu của mình, người đi làm cái áp lực công việc không quan trọng mà cái áp lực đồng nghiệp gây ra. Ôi, chỉ tốn vài đồng bạc thôi mà mình có thể loại đối thủ ra khỏi cái trường này. Thầy. Tụi tôi đã tới. Tới rồi đó hả? Nghe tôi dặn nè, tất cả mọi người hãy làm cách nào đó giới thiệu cho một đồng nghiệp xa lánh Hạo Nam, không thèm tiếp xúc với Hạo Nam. Cứ mỗi người tôi sẽ thử cho 100, 2 người 200, 3 người 300. Còn nếu như làm tốt hơn thì sao? Tôi sẽ thử nhiều hơn. Thầy yên tâm đi, chúng ta cùng chung một hướng mà. Ham thì thấy rõ luôn, ham tiền thấy rõ luôn. Nè. Nè. Tạm ứng trước đi. Thầy thật là tốt luôn đó. Nếu như không tiền tụi tôi cũng sẽ làm mà. Không tiền vẫn làm hả? Đúng như vậy. Trả lại đây. Tôi bảy. Tôi đi nha. Tôi thông minh quá. Chào buổi sáng anh. Chào anh. Trời ơi, Nam đầu gấu rồi nè hen. Dữ hen. Nói gì vậy? Sao không đặt đầu báo luôn đi. Bữa nay bị gì vậy?
anh đầu gấu phải không? Bị bệnh hả? Chứ anh dán vô Nam đầu gấu nè. Lớn da đầu còn chơi cái trò con nít nữa. Ôi trời. Hey, what's up, bro? How you been? Haven't seen you in a while. Oh, wow. Man, I like your outfit. Looking fresh. Fresh. All right, I gotta go. I'll see you later. Okay, okay. No, no, sir. Vẫn còn may mắn. Đâu phải ai cũng ghét mình đâu. Mới làm xíu chuyện rồi đòi tiền liền vậy đó. Nhiều? 30 triệu. 30 triệu. Ủa là 30 triệu hả? 30 triệu. Thiệt. Tốn tiền hết sức à. 30 triệu đúng không? Đúng rồi. Nè, còn đó 30 cà phê đi. Đó, còn 30. Ủa, thầy 30 sao đủ thầy? Thưa cô nghĩ thế nào về việc giáo viên đánh học sinh? Cô nhìn xem, vết thương này là do ông thầy đáng kính của cô để lại. Ông ta không xứng đáng là giáo viên. Ông ta là giang hồ, là một thằng xã hội đen. Em hy vọng cô giải quyết sự việc này cho em. Nếu không, em sẽ đưa ông ta lên báo. Cô đừng quên là cái trường này từ đâu mà khó. Nếu cô không giải quyết công bằng, em sẽ gọi bố mẹ em đến đi uống cà phê và nói chuyện với cô. Thi Nam hả? Đến phòng hiệu trưởng gặp tôi ngay. Cô sẽ xem xét chuyện này và sẽ giải quyết thỏa đáng cho em. Vào đi. Em chào cô. Câu chuyện của em và thầy Hạo Nam không có nhân chứng nào làm chứng cho đôi bên. Chỉ hơn nữa, trước khi thầy Nam đánh em, thì Nam vẫn chưa là giáo viên. Vì vậy, cách công bằng tốt nhất đó là hai người tìm nhân chứng về đây. Đây là định mệnh của thầy đó. Em cảm ơn cô. Em hứa với cô sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này. Tôi không tin trên cuộc đời này mà giáo viên mà đánh học sinh. Vô lý, giáo viên giang hồ. Mày còn chuyện này nữa nè, mấy thầy biết chưa? Mới hôm qua nè, con nhỏ học sinh lớp 11 á, bị thầy Hạo Nam đánh. Trời ơi, con nhỏ học sinh mà bị thầy Hạo Nam đánh. Đúng là ngu quen đường cũ. Nói cái gì vậy cha? Cái này tôi hiểu, ngựa quen đường cũ. Yeah, that one. Yeah. Đau quá. Trời ơi, đau quá. Có chuyện gì vậy hả thầy? Trời ơi, hồi nãy mới gặp Hạo Nam à. Sao Hạo Nam sao? Tôi đi ngang qua cái Hạo Nam, ngang cái chân ra cái, trời tôi té xuống trên giọt hai cái đầu gối vô. Đau quá. Trời ơi, đau quá. Kể câu chuyện rất giả. Dạ.
nhưng mà tôi tin. Trời ơi trời ơi, cái gì mà giáo viên mà hành hung học sinh, trời ơi trời. Còn gạt chân thầy dặn nữa. Nói chuyện cái gì nói dữ lên chút xíu nữa đi. Dữ hả? Nhiều đó chưa đủ hả? Chưa đủ, muốn tiền phải không? Có tiền là phải làm được việc cho tôi chút xíu hay chưa? Of course. À, vậy thầy đi nấu cơm, đi nấu cơm. Ủa, thầy mở tín dụng hả? Già quá tính chia sẻ cho bá tánh đó mà. À, chà, tôi đi nha. Tụi em muốn biết là cô chọn bảo vệ quyền lợi học sinh hay là bao che cho các đồng nghiệp của cô vậy? Thưa cô, tụi em không đồng ý thầy cô giáo mà lại bạo lực với học sinh. Nếu như mà vẫn còn có tiếng của thầy Hạo Nam á, tụi em sẽ nghỉ học. Không, cái này em hơi... Ê, trời, mấy em đừng có đi, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó mà. Mấy đứa phải nghe thầy Hạo Nam vậy. Các em đi đâu? Trở về chỗ. Thầy muốn nói chuyện với cả lớp về chuyện của thầy và Trấn Phong. Thầy không xứng đáng làm giáo viên của tụi em. Câu nói của em á, làm cho thầy quyết tâm nhiều hơn để làm giáo viên. Đó là ước mơ của thầy. Nghề giáo viên đối với thầy là một lý tưởng cao cả. Còn vì sao thì sau này các em sẽ hiểu. Phong không cần đi học đâu thầy, vì còn bận xài tiền. Mỗi tháng Phong được gia đình cho từ 15 đến 20 triệu. Đó là còn ít, tại thầy mới đến nên không biết. Chứ Phong có biệt danh là đại gia hàng hiệu, đâu cần đi học chi cho mệt. Số hưởng thiệt đó. Là qua đó có chậu. Mày làm gì vậy? Dí theo đập bể cái chậu đó. Ê, mày nhắm mày cướp lại người ta không? Ly cà phê 500k. Uống cái ly cà phê mà đưa 500 ngàn, tao mà mặc đồng phục là tao bắt mày rồi đó. Mày làm gì mà bắt người ta? Uống cà phê mà nó dám bo cho dân quân. Ê, ủa thầy giáo, ngày đầu tiên đi dạy ổn không? Thôi, nhiều chuyện lắm. Cho cô cái này nè, bảo đảm được sáng mắt, gái xinh. Chuyên ngành của mày mà. Không, cái tấm này nãy chụp bị nhòe, cái mình ở đây mà đầu thuốc trên này nè. Tấm này mới đúng. Sáng mắt chưa? Cái thằng trong hình, nó đi lâu chưa? Mới đi. Đi hướng nào? Cuối cùng là hướng nào? Nãy giờ ở trong quán sao biết được thầy giáo? Quay phải. Này sao bữa nay nó mê đàn ông ta? Thầy thầy, sao rồi, sao rồi? Thầy nói sao, học trò của mình ở trong đó hả? Đúng rồi, đúng trời rồi. Trời ơi là trời, thầy đừng có nói bậy nha, tụi nó còn nhỏ lắm á. Trời ơi là trời, học trò của tôi, học trò của tôi. Trời ơi là trời, học trò của tôi. Thầy nói thiệt hả, tụi nó đang ở trong đó. Tụi nó thiệt, bình tĩnh lên, bình tĩnh lên. Không có lo, thì tụi nó cũng lên chảnh rồi. Nhưng mà tôi nghe nói á, bọn trẻ bây giờ nha, nói là tụi nó làm đó. Điều quan trọng bây giờ là mình phải tìm cách mình phải ngăn chặn tụi nó lại. Bây giờ mình phải tìm cách tìm ra đầu mối là tại sao mỗi tháng nó được 15-20 triệu. Trời ơi, nhưng mà tóm lại là tụi nó ở trên đó đúng không? Ai biết, tôi đâu biết đâu, tôi tìm lụi thôi à. Tôi nghĩ nhà nó giàu thì nó kiếm mấy khách sạn sang sang gì nó vô, chứ không lẽ giờ nó chui vô rồi. Thầy tào lao thiệt á. Sao thầy không tìm tới nhà riêng của tụi nó? Tôi mới coi sổ lý lịch, đi tới nhà tụi nó. Tụi nó có lý á. Từ từ.
Hai ông bà này đã đi ăn phở rồi. Con nhỏ đó là bồ tao. Tao còn chưa ăn mà mày dám ăn hả mày? Vậy ý của mày là mày vô dục, mày cùi nên nó mới bỏ mày theo tao đúng không? Để coi ai hơn ai. Mày thịt nó thì tao thịt mày. Ai, mày nói cái gì vậy? Mày thịt tao hả? Thằng chó. Mày chết mẹ cho tao. Đừng ra đây. Học trò của Trần Thảo Nam mà tụi mày cũng dám đánh à? Lại nè, em đi đâu vậy hả? Thầy mới vừa cứu em đó. Đồ đạo đức giả. Cô biết lái xe đúng không? Ừ. Dán cô mà chạy mô tô bao ngầu luôn nha. Chuyện để tôi giải quyết cho. Ê nhóc, cút đi, thằng này ra khốn kiếp. Đi nhậu đi. Thầy biết cái quán này á có mồi ngon nhất nách luôn. Xỏ đi. Chưa thử cái gì mình phải sống trên đời là cái gì cũng phải thử một lần. Tối ngày ăn đồ cao sang không sao biết được. Ê người đẹp. Dạ. Có món gì ngon dọn hết ra đây cho anh. Bia dạ. Cho bia bọt gì ra đây nhanh lên. Dạ 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 dạ. Nè, đừng có nhìn cái thấy cái quán nó bèo như vậy mà nghĩ là đồ ăn không ngon nha. Đồ ăn đây là phải nói là tuyệt vời luôn, ngon nhất nách luôn đó. Nhưng mà giỡn đâu. Hôm nay nè, xem như là mình giống như là anh em với nhau đi nha. Tâm sự thoải mái với nhau, đừng nghĩ thầy trò gì hết ha. Em thử một lần là em ghiền luôn, mai mốt em kêu anh dẫn đi ăn hoài luôn á. Trời ơi người đẹp. Đây đây là những món ăn mà thầy thường ăn hàng ngày. Món ăn lề đường à, thầy là sống đầu đường xó chợ lắm nha. Dạ đây đây. Rồi uống để thầy gót cho. Cái gì mình cũng phải thử hết trơn á, hiểu không? Ờ, sống ở trên đời mà không ăn miếng dồi chó chết xuống nhầm phủ làm sao có mà ăn, con hiểu không? Ok. Chơi nè, bắt đầu chơi nha. Vô một cái nè. Mặt căng quá à, mặt căng thẳng quá à. Thả lỏng nè, thả lỏng cái mặt ra. Ừ đó. Không dám ăn hả? Thử đi, thử một cái đi. Thử một cái đi, bảo đảm với em là em sẽ thích nha. Ổn ổn không? Ổn không? Ngon đúng không? Ngon đúng không? Ok đúng không? Ok thì ăn đi. Ừ. À, phải rồi. Ừ. Ngon ngon nhờ. Ngon không? Mà nhỏ với lớn giờ đâu được ăn đúng không? Ở trong nhà bị nhốt trong nhà giống như con cút vậy. Ừ. Cái gì vậy? Cái là cá viên chiên. Cá viên chiên. Không á. Có gì không được. À. Quá nhỉ. Thôi. Nói nè. Hôm nay không có thầy trò gì hết. Nha. Mình tâm sự giống như hai người bạn với nhau thôi. Có gì tâm sự cho nhau nghe hết. Xem như hai người bạn thôi nha. Đừng có để đầu óc mình căng thẳng quá. Vô một cái nè. Thích này không? Thích này không? Có thêm đi. Ờ có thêm không? Em chủ xinh đẹp. Dạ dạ anh ơi. Cho anh thêm mấy món cá viên chiên đồ thêm em. Em dạ, nha. Dạ. Wow. Cái này nữa, cái này nữa. Khoái rồi, khoái rồi. Nè. Anh hỏi nè. Cái tuổi 17 á là cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Mà xưa giờ là bẻ gãy mấy cái sừng rồi. Chứ anh là 30 nồi bánh chưng á, anh chưa bẻ gãy cái sừng nào hết trơn á. Công nhận nha. Con nhà giàu nhìn cũng có khác. Nhìn từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu không, mắc tiền không. Chứ cái chuyện này mới quan trọng nè. Sao mà mỗi tháng ba mẹ cho em 15 đến 20 triệu. Chứ anh thì lương tháng có mấy triệu à.
Thôi thôi thôi, vô đi, vô vô vô. Nó chưa xỉn, nó chưa chịu kể. Vô đi, xây xây xíu đi. Chưa xây cái mặt cứ nam thần hoài mệt quá. Giờ nè, em có biết sao á là anh quay trở về trường làm thầy giáo không? Anh đó nha là có bằng cấp hẳn hôi đàng hoàng luôn á, nhưng mà anh đi dạy mới có một ngày, chưa được nữa, mới có nửa ngày à là anh bị đình chỉ rồi. Anh không có, em nhìn anh vậy chứ cũng không có sung sướng gì đâu. Em mới là người sung sướng á. Tại biết sao không? Anh là trẻ mồ côi mà, anh được người ta lụm về, người ta nuôi anh. Em hiểu không? Người ta nuôi anh. Bà mẹ nuôi của anh á rất là thương anh, nhưng mà bà cũng là giáo viên luôn. Trong lòng của anh á, bà là cái người mẹ mà cái người giáo viên mà phải rất là tuyệt vời nhất đối với anh luôn. Rồi vô đi, vô một cái nè. Uống nhiều nhiều vô đi, mới tâm sự với anh. Nãy giờ anh ngồi nói giống như khùng vậy. Lâu lâu mình phải xả chết lên, em hiểu không? Nữa làm căng thẳng nè, mặt phải xả chết lên. Ờ đó, tâm sự anh hiểu đi. Tâm sự đi. Có gì đâu mà. Có ba mẹ là hạnh phúc chắc. Cũng đúng. So với những người khác thì tôi còn hạnh phúc chán. Nhà thì ở biệt thự mấy tấm, hàng sáng mỗi khi ngủ dậy phải nghĩ làm sao phải tiêu hết một đống tiền. Trời ơi má ơi, hàng sáng nó thức dậy nó hỏi là làm sao phải tiêu hết tiền của nó, trong khi đó tôi không có đồng tôi xài. Tiếp sao nữa? Ông nhìn xem bộ đồ trên người của tôi, sơ sơ cũng hơn 10 triệu. Đôi giày này cũng 12 củ. Mà 12 củ giày xí đa không khoe, giày xí đa không khoe. Gia đình tôi là gia đình danh giá đó, ai cũng ngưỡng mộ gia đình tôi hết. Họ nói bố mẹ tôi là ngôn tình. Ai cũng ngưỡng mộ họ hết. Nói với họ rằng là họ đẹp đôi. Đã vậy còn đẻ đứa con đẹp trai cho tôi nữa chứ. Nhưng chẳng ai biết được rằng bên trong nó thối dữ hết rồi. Ông Văn Trả, bà anh em, đã thế còn công khai nữa chứ. Rồi sao? Rồi vậy rồi cậu muốn làm hơn ba cậu luôn hả? Con hơn cha là nhà có phúc, bởi vậy tôi phải hơn bố mẹ thôi chứ. Ha, hay, đúng rồi. Cái hơn gì định hơn đó, hơn khác đi. Vô vô, bia thêm. Bữa nay hai anh em là phải chơi hết đêm nay, không say không về, không say không về. Uống rượu không say ta nào hay. Vô nha người đẹp ơi, biết thêm cho anh nha. Dạ dạ. Ê vô cái nè nè nhóc nha, nè cho anh xin lỗi vụ mà bữa anh đánh em nha. Ê không sao đâu anh đệ, em mới là người có lỗi. Bậy, anh mới là người có lỗi. Không, em mới là người có lỗi. Bậy rồi. Anh là em không hiểu anh nên em có lỗi. Rồi, hai chúng ta cũng có lỗi.
không, em mới là người có lỗi. Bây giờ ai có lỗi? Em mới là người có lỗi. Rồi, mày có lỗi, tao cũng có lỗi. Ok. 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 Yo, yo. Hey, hai thằng mình đều có lỗi. Ok. Ok nè. Dạ. Ta nói tình nghĩa anh em mình là phải như thế này. Vẫn mà như thế này. Hiểu không? Hiểu. Hiểu. Tôi á, là bây giờ tôi thích ông rồi đấy. Ông quá muộn màng. Quá muộn màng. À, hay là cho em xin tính tiền đi chứ. Ừ. Ê, không có dành nha. Không có dành, không có dành. Mà thề đấy cho em. Không có dành cho thề em. Thề đấy cho em. Được đây. Đây, em gái xinh đẹp, thấy anh đẹp trai không? Được. Đẹp trai là phải trả tiền đúng không? Dạ, đúng không? Dạ, dạ. Hồi xưa. Hồi sớm, thằng nào già thằng đó trả. Ok, nào già nó trả. Ok. Gì đưa giấy em lâm gì, một tấm được rồi. Giấy em lâm gì, 7.5. Trời, có tính nhầm không? Coi kỹ ra đi, có tính nhầm không? Nó mắc quá hả anh? Dạ. Ở rẻ thì anh trả. Có mấy thùng mà gì, có 7.5 trời. Dạ, dạ. 7.5. Trời, 7.5 thôi. Bò luôn. Dạ, cảm ơn anh. Anh hứa anh bò cho em kiểu luôn. Trời ơi, anh trời ơi. Quá. Dạ, dạ. Nhiều gái. À, 200 anh. Ngoài cái bóp. Sốc. Ê, cái ông già này. Thời buổi này đi ra đường. Bảo có 200 người trong ví. Tiêu cái gì? Để đi, em giả cho. Không, để đây. Ê, cho anh Hùng để đi. Đây. Để đây, để đây. Cho anh Hùng. Kỳ quá à. Để em trả kỳ quá à, thiệt luôn á. Ờ, hình như bóp em đẹp quên trong xe. Ê, bớt giỡn nha, không vui. Đẹp quên trong xe. Này không có vui luôn á. Ê, nãy giờ hai thằng bay cũng nổ dữ rồi đó. Ê, mày nói ai nổ vậy? Mày nói ai nổ vậy? Ê. Hả? À, kìa. Bà có biết là bộ đồ tôi mặc trên người á là bằng bà bán cả tháng không? Con đại gia đó mày. Mày nói mày con đại gia là mày biết đôi giày của nó bao nhiêu không? 12 triệu đó. Rồi bây giờ ai tụi bay có trả hay không? Cho theo được. Được. Cô Thảo, tôi đã tìm ra được manh mối rồi, nhưng mà cô lại đón tôi được không? Tôi là lúa. Là lúa. Mai là lúc nãy á, nó giấu cái điện thoại trong quần chứ không mập nó lấy luôn rồi. Thương học trò tôi quá. Sao nhìn con giống con nhộng quá vậy con? Mai là thầy còn được cái áo. Em đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhưng bộ đồ em đang mặc là của thầy đó. Bộ đồ hơi ám của thầy không bằng mặc góc cái áo của tôi. Đừng có phá tôi nữa. Có tiến triển tốt rồi. Mục tiêu kế tiếp là cặp đôi U40. Con ăn đi. Lâu lắm rồi á, mẹ mới lên thăm con mà mẹ nhìn thấy hai vợ chồng con á vẫn hạnh phúc.
Mà cháu Phong nè, con rất là ngoan, cho nên á mẹ vui lắm. Mẹ, thì hồi nào giờ vợ chồng con vẫn hạnh phúc mà mẹ. Ảnh ấy khi nào mà giận con đâu mẹ. Vợ chồng con làm gì cũng hỏi ý kiến nhau. Còn cháu Phong ấy thì cháu ngoan từ nhỏ mà mẹ. Ăn đây con. Mẹ ăn đi mẹ. À được rồi. Thôi cả nhà mình dùng đi. Uống đi con cho thấm giọng rồi ăn con. Khách VIP của công ty đấy, anh ra ngoài nghe đi. Mẹ con xin phép. Ừ, con đi nghe điện thoại đi. Alo. Cùng ly với bạn các á. Mẹ anh lên. Vợ chồng phải đi ăn cho mẹ anh vui á mà. Bữa khác gặp. Có quà cho em nha. Ăn đi con. Thức ăn ở nhà hàng này làm ngon quá con ha. Ăn đi mẹ. Cả nhà mình cùng ăn nhé. Vậy chết tiệt nè. Chính xác là ông ta đi ăn phở. Vậy còn mẹ của Phong thì sao? Nếu như đúng như lời của Phong nói thì bà ta sẽ đi ăn hủ tiếu, bún riêu, đại loại là món ruột gì đó. Như vậy thì họ đã làm tổn thương con cái của họ rồi. Anh chờ em nãy giờ. Anh mới mua cho em nè. Cái này đâu phải là cái em thích. À thì tại anh tới trễ thì người ta mua mất rồi. 20 triệu của anh đó. Bây giờ em nhận không? Nếu em không nhận anh đem về cho bả. Có mặt tiền tốt, sợ gì không đào được mỏ. Kiếp sau làm con gái cho nó đã. Thôi em hết giận rồi, anh về đi. Em về sớm cũng không làm gì. Vậy ha. Ừ. Không có được giận anh nha. Ừ, thôi anh về đi. Anh về nha. Xong hết phim coi. Làm gì giảm tuần sớm vậy trời. Thôi về. Sếp cho em được hỏi. Nếu như khách hàng đồng ý ký bản hợp đồng lần này, vậy thì công ty của mình sẽ thu về được 100 tỷ phải không sếp? Gấp đôi. Hả? Lần trước mới vừa nhận cái job gấp 4. Sếp à, tới giờ mình đi gặp khách hàng rồi. Còn 10 giây nữa là đúng giờ chúng ta hẹn gặp khách. Vậy thôi đi. Khoan đã sếp. Đeo khẩu trang vào để tránh trường hợp gặp khách hàng bị miệng thúi. Tôi không cần. Khú giác tôi hơi nhạy, để tôi đeo. Kiểu gì kỳ vậy hả? Hợp đồng 10 tỷ của tôi mà anh làm mất như vậy đó hả? Tôi trả cho anh mỗi tháng 100 triệu. Không phải để chơi không? Ngày mai nghỉ việc. Giám đốc ơi, giám đốc ơi, đừng có đuổi việc em mà trời ơi em nuôi. Bỏ tiền ra. Mấy cái bộ em ai nuôi trời ơi, đừng có đuổi việc em mà. Chết em mà trời ơi, chết em. À, em lấy cho anh cái phòng. Dạ. Để em chứ nha. Em, hay là mình đổi khách sạn khác đi. Anh không thích khách sạn này.
Ủa sao vậy em? Đi. Alo, em đang ở dưới quầy lễ tân. Alo, em đang ở dưới quầy lễ tân. Xin chào cả nhà, tôi không phải là lễ tân khách sạn này. Tôi là thầy giáo chủ nhiệm của em Tuấn Phong. Chào anh chị, tôi là đồng giáo viên chủ nhiệm của em Tuấn Phong. Chuyện này là sao vậy? Ủa? Chuyện này là sao? Tôi không hiểu gì cả. Đây là phần chính của màn kịch mà tôi nghĩ anh chị muốn biết. Anh nói em bao nhiêu lần rồi, em không được quen ông già đó. Em vì tương lai của mình thôi mà. Anh chịu khó đi. Qua hết giai đoạn này rồi. Em đừng để ông già đó dụ em bằng những thứ này. Thôi mà, đừng có giận em. Em hứa là qua phi vụ này rồi, hai chúng mình sẽ bắt đầu tương lai của mình mà anh. Anh sắp lên phó giám đốc rồi. Em làm sao để ông đá bả ra khỏi ghế giám đốc, em vào thay vị trí đó. Em biết rồi. Đừng có giận em nữa nha. Tôi đã lấy điện thoại của anh để nhắn tin hẹn chị đến đây. Còn tôi cũng vậy. Tôi đã lấy điện thoại của cô để hẹn ông ta tới đây, chứ làm gì có hợp đồng nào 200 tỷ. Tôi muốn hỏi anh chị, vì sao lúc trước hai anh chị đồng ý kết hôn với nhau? Vì yêu? Hay vì muốn chung sống một mái nhà, muốn sinh ra một đứa con, cùng vun đắp hạnh phúc với nhau? Mà tại sao bây giờ trở nên như vậy? Nếu như anh chị không tự nguyện cho phép con giáp thứ 13 và không tự nguyện cho phép cả hai ngoại tình, thì làm gì có con giáp thứ 13? Vợ chồng thì cũng sẽ có lúc chán nhau hay là giận nhau, nhưng đừng bao giờ làm tổn thương đến con cái của mình. Nhưng chính anh chị mới là người phá vỡ cái hạnh phúc gia đình này. Quay đầu đi anh chị à. Tuấn Phong đã giúp chúng tôi thực hiện kế hoạch này, bởi vì em ấy muốn anh chị quay trở lại với nhau. Em ấy muốn có một gia đình hạnh phúc. Sao? Thất bại rồi chứ gì? Ba cái kế hoạch vớ vẩn. Ván cược nè, em thua rồi. Thầy mới là người thắng nè. Em không tin à? Nhìn kìa nhóc. Ba mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ cảm thấy rất xấu hổ. Thầy sẽ giúp ba mẹ em hàn gắn lại với nhau, gia đình em sẽ hạnh phúc lại như lúc trước. Nhưng em phải giúp thầy, xem như là em giúp chính bản thân của mình. Tôi mặc kệ. Tôi chỉ cần tiền của ông đá thôi. Còn ông đá ngoại tình á, tôi mặc kệ. Nhưng mà nếu bây giờ em không nhận giúp, thì sau này tài sản của ba mẹ em sẽ mất hết. Và em một đồng cũng không có. Cược một ván đi. Nếu thầy thua thì em có thể nghỉ học luôn. Còn nếu thầy thắng á thì em phải đi học lại bình thường.
chơi. Nhưng có một yêu cầu hơi tế nhị tí xíu. Em có thể làm nhà tài trợ chính cho cái chuyện này không? Tại vì thầy nghèo lắm. Nghèo? Tại sao đeo chiếc đồng xoàn? Đồ giả thôi. Đây là nước ép táo, con mang theo uống đi. Cầm đi cho mẹ con vui. Mẹ về nha. Wow, mình gì vậy? Mang nước đi học, phong cách mới nha. Nước ép táo, mẹ làm cho em, không phải cho thầy. Nếu thầy muốn uống thì tím chia cho thầy. Thôi biết rồi ông Tướng, đi vô học đi. Mai mốt mà nói với mẹ, mang nước trái cây vô trường nữa, nhìn giống BD quá, trẻ con quá à. BD đổ thầy quỷ. Ủa có chuyện gì xảy ra sau 2 ngày nghỉ lễ vậy trời? Mọi nhìn không thấy hả? Nó là đứa phản bội. Mày thấy trời ơi, bình nước mình hơ đồ trời ơi, coi cái gì con kìa, chướng chưa? Thì bây giờ làm sao? Làm sao nữa? Nó đã bỏ tụi mình đi theo thầy Hạo Nam. Vậy thì tao sẽ bỏ tụi bay đi theo nó. Mày đi, tao giả mày giả được không hả? Tao đi theo phá đám nó. Mày nghĩ mày phá được không? Ba đứa mình hợp tác là mới phá được nó. Giờ tụi bay tính sao? Cắt mặt nó. Tao tẩy chay nó. Còn tao hả? Tao lấy nó làm chồng. Con Mỹ cái, mày khôn như vậy giờ phút này mày còn đòi ăn thịt nó nữa hả? Cái cách đó là cách hành hạ nó nhất rồi đó. Không mới náo rồi mọi người. Mới ngày nào kiện cáo lẫn nhau, bây giờ thì tay trong tay. Thầy đang đau đầu với cái chuyện học sinh nó thân với thầy giáo hả? Ảnh hưởng tới thầy lắm sao? Tôi lên văn phòng của chị xíu. Ê tụi bay, kẻ thù tới à. Gì đây? Mình giữ nhiệt hả? Nè, thấy mày vui lắm nha. Gia đình mày hạnh phúc trở lại hả? Lại còn thân với kẻ thù của ba nữa chứ. Đúng. Nhưng tao có lý do. Dạ tao. Đồ phản bội. Mày có nhớ mày nói gì với tao? Từ bây giờ tao không nhìn mặt mày nữa. Mày ở lại đây học với ông thầy của mày đi. À, tao quên. Mày chờ coi, tao sẽ làm gì với ông thầy của mày. Còn bây giờ thằng nào theo tao chết tay. Tao. Đi. Tao ghét nhất là mấy đứa phản bội. Lần này tao cho Phong lên đường, tao với nó không là bạn bè cái gì nữa hết. Còn thầy chết tiệt đó, nó không xử được thì để tao xử. Mà tao nói tụi bay nghe, học lên con mẹ gì, sau này cũng thất nghiệp, đúng không? Học làm quái gì? Mày không thầy bà cô ấy, dạ buồn ngủ muốn chết luôn. Mày, mày chơi thân với thằng Phong, nó cho mày quá là trời tiền. Mày mà nghỉ chơi với nó là mày thiệt đó. Tốt phía đi. Sao ngoài đẹp trai ra thì còn có rất nhiều tiền. Mày sướng thiệt đó. Đẻ ra mày đã ngậm thìa vàng rồi. Ba mẹ mày thương, cho mày quá trời tiền xài. Mà nhắc đến bà làm gì?
Sau này cần tiền thì cứ nói tao. Ông bà ấy cho tiền tao để dành nợ, để làm chuyện khác, chứ yêu thương gì đâu. Nhưng mà như vậy á vẫn đỡ hơn tao. Tao làm gì được cho tiền nhiều như thế này. Ba mẹ tao giữ như quỷ vậy. Toàn cho tao ăn đập không à. Tao với mày giống nhau, có bố mẹ cũng như không. Sau này tao mày sẽ là bạn thân. Vương Quang Anh sẽ là bạn của Hà Tuấn Phong này. Ai đụng đến mày là đụng đến tao. Mày im đi. Wow, vụ án gì nữa đây? Hôm nay vắng một lần cả ba bạn à. Là tại vì có một người làm ảnh hưởng tới hòa bình của nhiều người đó thầy. Nhưng mà có ai cho thầy biết lý do của ba bạn nó nghĩ là gì không? Thôi, các em cố gắng học nha. Thầy không muốn bất kỳ em nào trong lớp này cúp học. Phải nhớ, phải cố gắng học. Chỉ có học, chúng ta mới có kiến thức. Có kiến thức mới giúp ích được cho cuộc sống của mình. Cố lên nha. Thầy sẽ quay trở lại. Tại sao tụi em cúp học đến đây chơi? Học sinh mà vô đây nhậu nhẹt à? Ba mẹ tụi em biết được á sẽ rất là buồn. Trong đó có thầy nữa. Đi về lớp học cho thầy. Buông ra. Sao lại phải học? Ông nói sao? Ba mẹ tôi buồn hả? Thầy buồn tôi hả? Mắc cười. Sao em nói vậy? Ba mẹ muốn em đi học á là để tốt cho tương lai em sau này. Còn thầy cô muốn em đạt thành tích tốt để còn hãnh diện về em. Em không hiểu hay là cố tình em không hiểu? Ông nói nhiều quá ông già. Dài dòng quá. Ông nói sao? Thầy có buồn cho tôi không? Thầy có đau cho tôi không? Rồi ông nói gì? Thầy giáo buồn bã đau lòng cho học sinh. Giáo viên đau lòng cho học sinh kìa. Có nghe không? Bớ vẩn. À, thầy đi dạy làm gì? Ê, đây nhậu cho tôi nè. Thầy uống được mấy ly? 5 hay 10 ly? Nếu bây giờ thầy uống 10 ly không xỉn thì tụi tôi theo thầy về. Thầy uống bia lúc em còn ở trong bụng mẹ á nha. Nhớ lời hứa của em nha. Nếu thầy uống hết 10 ly mà thầy không sai thì mấy đứa phải theo thầy đi về học. Và hứa với thầy từ nay là không cúp một tiết nào hết. Ok? Chơi. Chơi. Chín ly rồi nha. À, chín ly rồi đó. Chín ly rồi đó. 10 ly là phải theo thầy về nha. Ok đây. Hay quá thầy ơi. Thầy ơi. Tụi tôi thầy ơi. Hay quá thầy ơi. Ly nữa thầy, ly nữa 10 luôn. Nhưng mà hứa với thầy là ly thứ 10 này sao nè? Hứa theo thầy về. Hết ly này. Ok. Đi học. Ba cái đồ quỷ này đối với thầy là cái gì? Thôi ba cái tầm này. À, hay quá. Ly thứ 10. Ly thứ 10. Yeah, 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 yeah. Ba cái đồ quỷ này mà nhầm nhò gì với thầy. Cho thầy hưng phấn quá vậy.
Nhạc ơi đi ơi, quẩy rồi ơi. Sơn luôn, quẩy luôn. Thầy trò mình là cái gì nào? Thầy trò mình là Cú Su Hào. Quẩy đi con, quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên. Nhạc thầy đi giơ tay, giơ tay. Thầy trò mình là cái gì nào? Thầy trò mình là Cú Su Hào. Quẩy đi, quẩy đi, quẩy lên. Cô Châu à. Gì nữa đây? Tôi báo cho cô Châu biết, cái thằng giáo viên mà cô yêu cô quý đó, tôi đã có bằng chứng nó đi ba. Nó chơi chất kích thích. Cô coi đi, nó có đáng bị đuổi ra khỏi trường hay không. Tôi kiếm được clip này, tôi cảm thấy tôi vui quá trời luôn. Tôi vui quá. Bây giờ thì đang vui đó hả? Tôi cảm thấy tôi rất vui. Bởi vì sao? Tôi đã có bằng chứng để cho nó ra khỏi cái trường này. Ôi, bằng chứng của tôi, bằng chứng của tôi, bằng chứng của tôi. Lần này ông chết chắc. Người gì đâu á, cái mặt á thì dên giáo, nói chuyện ra thì toàn những lời đạo đức mắc ói ha. Tại sao mày làm như vậy? Ai cho mày nói? Mày phải phê ông thầy đó hả? Thì sao? Mày làm như vậy là đang phản bội thầy và đang vu khống những người khác. Phong, mày quên trước đây mày đã từng hứa gì rồi hả? Mày quên những ông thầy bà cô trong trường này họ là người như thế nào rồi hả? Họ chỉ được cái giả tạo vu khống và đặt điều cho người khác thôi. Mày là đứa phản bội, mày là bỏ rơi tụi tao trước, nên từ ngày hôm nay mày đừng chấp tụi tao. Thầy Hạo Nam không giống với những thầy cô giáo khác. Và tao tin vào cảm giác của mình, tao tin vào những gì thầy giáo làm cho tao. Và bây giờ mày đi với tao lên gặp phó hiệu trưởng để nói rõ sự việc. Mày đi với tao. Tùng tôi này. Hai em làm cái trò gì vậy? Cả lớp một đám gì vậy? Không có ai can à? Các em có phải là bạn bè không? Bạn bè mà có thể vô tâm hờ hững như vậy hả? Lỡ một ngày nào đó các em ra xã hội, bạn bè của tụi em á bỏ bê tụi em như vậy, cảm giác tụi em như thế nào? Quang Anh, tại sao em làm như vậy với thầy? Em ghét thầy lắm sao? Tao thật sự không chấp nhận nổi ông thầy Nam. Còn là Tuấn Phong nữa, nó chơi tao được lắm. Quang Anh, hợp tác đi. Với lại thầy sẽ cử giáo viên bộ môn của ái cho em. Lần này đó, bà còn bao che cho hắn. Tôi đưa lên thanh tra sở là bà bị mất việc nha. Anh làm gì? Đứng lại đây. Em, có vẻ thầy đang rất hy vọng để đuổi tôi ra khỏi cái trường này đúng không? Trước khi nói chuyện với nhau, tôi yêu cầu làm ơn trả tôi lại cái điện thoại. Khốn hồn luôn á, xém như mất bằng chứng đó. Nhưng mà tôi không có sợ. Tại vì sao? Cái này là người ta gửi cho tôi có bản gốc. Mà thầy phải nên nhớ một điều, cả cái trường này không ai cần một loại giáo viên giang hồ xăm chỗ như thầy. Sao thầy có cái đoạn clip đó? Cái chuyện mà thầy đi ăn chơi vui vẻ, mất phẩm chất, mất đạo đức, cả cái trường này ai ai cũng biết mà, đâu chỉ mình tôi. Làm gì vậy hả?
Đau không nha, đau không nha. Thầy, tôi có chuyện muốn trao đổi với thầy. Tôi muốn dùng số tiền này cho việc thầy hoãn đưa clip này lên thanh tra sở. Và tôi sẽ đi tìm chứng cứ về việc tôi đi bar. Nếu tôi không tìm được thì số tiền này sẽ thuộc về thầy. Và tôi sẽ tự động xin nghỉ việc ở cái trường này. Không cần phải suy nghĩ gì đâu. Thầy đâu có mất mát gì trong cái chuyện này. Cái chuyện mà thầy muốn tôi á, nghỉ việc á, còn rất là nhiều cơ hội. Mùi tiền là cái mùi mà không có loại nước hoa nào có thể so sánh được. Thơm lắm. Thầy nghĩ sao? Thơm lắm hả? Thơm lắm. Tự hửi miếng. Đồng ý đi. Mang về nhà tự hửi. Cảm giác bị cô lập và bỏ rơi rất là tổn thương đúng không? Cô lên. Thầy á cũng giống như em thôi, nhưng mà thầy rất là lạc quan. Thầy phải tự cứu lấy mình. Những giáo viên khác á họ cũng đâu thích thầy đâu. Thầy không có trách họ. Mình phải chứng minh cho họ biết là mình đúng. Mình muốn làm bạn với họ. Rồi một ngày nào đó chắc chắn họ sẽ hiểu mình. Không sao đâu đây ạ. Chẳng qua lúc trước em và Quang Anh là bạn thân của nhau, giờ tự dưng thành kẻ thù nên em hơi buồn. Hai đứa thân với nhau lắm à? Thì đồng cảm cho gia đình thôi. Ba mẹ nó còn tệ hơn ba mẹ em lúc trước nữa. Ba mẹ tôi buồn hả? Ông đi hỏi hỏi coi họ có buồn không? Họ có đau cho tôi không? Mày lại đi đâu? Nhìn mặt mày tao chán, chẳng muốn học. Hà My, Quang Anh nghỉ học vì lý do gì? Tại sao thầy không thấy đơn xin phép? Bạn đã đi học không viết đơn xin phép thì làm sao mà em biết được thầy? Vậy thế nào là bạn bè? Thế nào là một tập thể? Sự thờ ơ, lãnh cảm, vô tâm của các em sẽ là công cụ làm hại các em và làm hại người khác nữa. Không ai biết một ngày nào đó mình sẽ rơi vào hoàn cảnh nào đâu. Thưa bác, mấy ngày hôm nay Quang Anh đã không đi học. Cháu và thầy Hoàng Nam rất lo lắng cho bạn ấy. Hy vọng rằng bác sẽ khuyên Quang Anh sớm đi học lại ạ. Cảm ơn con. Bác làm ba nó mà không biết quan tâm nó. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, con về đi. Khi nào nó về nhà thì bác nói chuyện sau với nó. Dạ, vậy con xin phép ạ.
tao không có thằng con như mày. Nuôi ăn học, tốn cơm tốn gạo, phí tiền của tao. Ủa, xảy ra chuyện gì vậy anh? Tao nói rồi, kể từ ngày mai tao cấm mày đi học. Nhờ có mày tao mới giành được căn nhà này. Nuôi mày ăn học đến bây giờ quá tốt lắm rồi, mà mày cũng không biết điều. Nếu không có tao mua mày á hả, thì mẹ mày á vứt mày ra ngoài đường rồi. Mày như vậy chẳng khác nào mẹ mày cũng loại chẳng ra gì. Đồ của thứ con hoang, đồ của thứ con của loại đàn bà hư hỏng. Tôi chịu không đủ. Ê, làm gì vậy? Qua đây nó quá à. Cái đồ mất dạy mà. Đập cho nó chết. Em dẫn thầy đi đâu vậy? Thầy cứ đi theo em đi. Sao không dẫn thầy qua nhà Quang Anh? Quang Anh, em đi đâu vậy? Sao mày lại đây? Mày phế đây. Hai đứa sao vậy? Hả? Mày đánh tao tiếp đi. Mày đây. Ông cũng biết đâu đây. Vô đâu ngoài người chưa? Bây giờ tôi không có nhà, tôi không có ba, tôi không có mẹ đâu đó. Em đi đâu? Tôi muốn đi. Muốn đi á? Phải ăn cho no. Bây giờ trong người em đâu có tiền, không có nhà cửa gì hết, cũng không có cha mẹ. Em đi đâu? Vô ngồi ăn cơm. Tao xin lỗi. Tại tao nên mày mới như vậy. Nhưng tao muốn tốt cho mày. Tao muốn tao với mày làm thân như lúc trước. Em có muốn tìm lại mẹ ruột của mình không? Hot boy Quang Anh ở nhà dắt vàng. Nhà dân mạng tìm lại mẹ ruột bỏ rơi mình. Chỉ có cách này mới là thượng sách. Trời, làm vậy được không thầy? Tin thầy đi, các em đã từng nghe câu thất bại sẽ không đến với ai cho đến khi chúng ta chấp nhận nó. Mẹ em bán em cho người khác, có thể lúc đó mẹ em rất là đau lòng, nhưng vì để cho em có cuộc sống sung sướng hơn, đó cũng là một sự hy sinh. Bà ấy chịu mang tiếng xấu để đổi lại tương lai cho em. Cho nên mạnh mẽ lên, không được buồn nữa. Quỷ nam này, tỷ của một bạn dân quân nhờ hoài. Kiếm đâu ra cái bà có trong hình này? Làm như dễ kiếm. Anh cô đi ra khỏi nhà tôi. Anh đừng, anh. Cô biến. Em xin lỗi anh. Cô biến đi. Cô là một con đàn bà lăng loạn. Cô được ăn mặc đẹp mà cô không biết trân trọng. Cô còn rững mở đi theo. Em không có anh ơi. Đi theo trai. Cô biến ra khỏi nhà tôi. Em không có anh ơi. Cô là một con đàn bà năng loạn ha. Quen quá. Đúng rồi. Phải quay lại. Cô biến đi. Biến ra khỏi nhà tôi. Nam mà. Rồi mày sẽ cảm ơn cuộc đời vì đã ban tặng cho mày một chú dân quân may mắn. Cái thằng kia, mày tính quay tao, mày đưa lên mạng báo xấu tao hả? À, à? Dạ không, không có tính quay, tính quay lại để làm bằng chứng nè. Mày
sắp được gặp mẹ ruột rồi. Chắc chắn cảm giác rất là khó tả đúng không? Thầy tin bà ấy sẽ rất là vui và bất ngờ. Không nghĩ là em sẽ đi tìm bà ấy đâu. Ngôi nhà này chính là nơi xô xát xảy ra vụ án. Chắc có lẽ giờ bà cô nó đang bị chày đầu gối. Mày có chắc không? Chắc. Lúc mày quay, ông có đánh mày không? Là chạy kịp. Sao từ nãy tới giờ bấm chuông mà chưa thấy ai ra hết vậy? Hey, Năng, ra đâu kìa. Mấy người tìm ai vậy? Mẹ, con tìm được mẹ rồi. À, thì ra là chị. Đây là Quang Anh, con trai của chị. Nó chờ cái giây phút này lâu lắm rồi. Mẹ ơi, mặt mẹ bị sao vậy mẹ? Không, mẹ xin lỗi con. Con về đi con. Bây giờ con với mẹ mỗi người có cuộc sống khác hết rồi. Chị nói sao? Tại sao chị lại nói với con mình những lời nói tàn nhẫn như vậy? Chị bán con mình cho người khác, bây giờ được con mình đi tìm, chị phải vui chứ. Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Chị không cảm thấy xấu hổ à? Cậu biết gì mà nói. Bây giờ tôi đã có chồng rồi. À, thì ra là theo chồng giàu bỏ con của mình. Chị có biết ba mẹ nuôi của nó đối xử với nó như thế nào không? Nhìn những cái vết bầm trên mặt chị, chắc chắn là bị chồng đánh rồi. Chị chắc cũng không có hạnh phúc gì đâu. Luật nhân quả. Con về đi con. Mẹ, con dù là trách mẹ vì mẹ đã bỏ con, nhưng thật sự bây giờ bên cạnh con không còn ai nữa. Con chỉ cần có mẹ thôi. Mẹ ơi, hay là bây giờ mẹ về với con nha mẹ. Mẹ không cần con nữa. Hung nạn! Bà mới gọi ai là con? Bà nói với tôi là bà chưa có chồng, mà sao bây giờ lại lòi ra một đứa con? Mẹ, ông không đánh mẹ tôi. Không phải em. Bây giờ tôi hỏi cô lần cuối, nó có phải là con của cô không? Không. Hả? Tôi không còn gì để nói với bà nữa. Bà không xứng đáng là mẹ của nó. Quang Anh không cần một người mẹ như bà. Hả? Cô chú sống vậy mà coi được hả? Hay thiệt. Giỏi thì hai người cứ sống trong cái ngôi nhà đó yên bình yên ổn đi. Cái cửa như vậy không có ăn trộm mới lạ. Đừng bao giờ gọi con. Cảm giác này thầy hiểu. Lúc trước thầy cũng không biết ba mẹ mình là ai, không biết họ sinh ra thầy để làm gì, để rồi họ bỏ rơi thầy. Cũng may là có mẹ nuôi của thầy mang thầy về nuôi dưỡng. Mặc cho lời danh vây quanh thì tôi rồi sao chứ? Rồi bà ấy cũng bỏ thầy ra đi mãi mãi. Một mình thầy trên cái thế gian này. Thầy tự an ủi và nói với bản thân mình rằng cuộc sống này còn rất là nhiều người bất hạnh. Không chỉ riêng gì mình. Cho nên chúng ta phải sống thật tốt.
là một người tốt, phải học hành cho tử tế. Em đừng bận tâm đến chuyện của mẹ mình nữa. Ai rồi cũng sẽ chọn cách sống riêng cho mình. Nên nhớ một điều, kể từ ngày hôm nay em không có mẹ ruột, không có cha mẹ nuôi gì hết, nhưng em vẫn còn có thầy, còn có bạn bè. Sống trên đời là phải có bạn bè, không có bạn bè mới là điều bất hạnh nhất, em có hiểu không? Có tiền không? Cho mẹ, cho mẹ không có tiền sống đâu. Cho 50 triệu gì cũng được con. Mẹ, mẹ làm gì hả mẹ? Có tiền cho mẹ con. Mẹ, bà đã chối bỏ con mình, bà làm tổn thương nó. Bây giờ bà quay lại để lợi dụng nó hả? Cuối cùng bà cũng chọn cách sống ích kỷ, vô tâm. Em nó không có tiền để cho bà đâu. Tôi thấy nó đăng Facebook nó là con nhà giàu có tiền mà. Những gì bà thấy á chỉ là giả thôi. Ta muốn à, với mày với lại bạn thân lúc trước. Ai, trời nóng mà có bình nước, trái cây uống thì nó đã gì đâu á. Ê, mày cho tao, nhưng mà tao muốn tặng nó lại cho thầy. Thấy hai đứa vui vẻ lại, thân thiết như lúc trước á. Thầy thật sự rất là vui. Nên nhớ nè, con người chúng ta, khi mà sinh ra, mỗi người, ai cũng đều vướng phải những cái nghịch cảnh. Nhưng mà quan trọng á, mình phải can đảm chiến thắng với nghịch cảnh và chiến thắng với số phận. Sao mà lâu dữ vậy trời? Mà sao cái thằng đó nó hay thiệt ta? Cứ lâu lâu cái nó lôi kéo một học sinh về phe của nó, rồi cái đứa học trò đó nó mà phản mình một cái, trời không dám nghĩ tới luôn, không biết phải làm sao luôn á trời. Tôi có một chuyện quan trọng muốn báo cho thầy biết. À, thì thật ra thì tôi đã tìm ra được bằng chứng chứng minh mình bị gài bẫy trong quán bar. Thầy có biết ai không? Không biết. Mà thầy có muốn biết không? Không muốn biết. Thôi để tôi nói cho thầy biết nha. Thôi, thôi đừng nói, tôi không muốn biết đâu. Hay lắm á. Nó biết rồi. Tôi khó sống ở cái trường này rồi. Có ai cứu tôi không? Có ai cứu tôi không? Tôi nghĩ là thầy hiệu phó sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Biết sao bây giờ? Đó là hình phạt nhẹ nhất của cô hiệu trưởng rồi đó. Ủa? Chứ không phải là của thầy à? Nhục nhã, quá nhục nhã. Tao sẽ báo thù. Tất cả là ai dám mau lên cho tôi.
Để tăng cường sức khỏe, các em chạy 20 vòng. Chạy vòng, chuẩn bị. Chạy. Ui, chạy. Dạ. Thầy ơi, thầy ơi, em đau chân quá thầy ơi, em chịu không nổi, chạy không được thầy ơi. Rồi có sao không? Có gì nữa vậy? Em bị tái phát xuyễn, em chạy không nổi thầy ơi. Có sao không? Em vừa bị đau chân, vừa bị xuyễn. Ai, em đau tim thề. Cái gì mà rủ nhau đau tập thể vậy? Thầy ơi, em có cái này muốn nói. Em nói đi, nói cái gì? Nó nhỏ. Giáo viên cười ra quá trời luôn rồi ạ. Em sao? Bị gì? Bị ấy con gái thầy. Chuyện của phụ nữ đó phải không? À, thầy hiểu rồi, không sao đâu. Ôi da, sắp rớt cái chân ra rồi thầy ơi. Ôi da, đau quá. Chắc em liệt luôn quá thầy ơi. Đau chân hả? Dạ, đau. Đau chân, đau nhiều không? Đau dữ dội luôn thầy. Dữ dội luôn dạ. Hả? Đau thầy chân ơi, thầy, không? Thầy. Ủa, thấy cái chân bình thường mà. Thầy. Hả? Yeah. Ủa, chân còn khỏe quá mà. Tự nhiên nó sẽ re luôn thầy ơi. Ừ, chân còn khỏe mà, chuẩn bị thôi nha. Yeah. Ừ, khởi động trước đi. Khởi động đi. Dạ. Yeah. Bên đây bị gì? Dạ bị xuyễn. Xuyễn hả? Dạ. Yeah. Nặng không? Nặng. Xuyễn nè. Xuyễn nha. Xuyễn không? Hết rồi. Xuyễn hả? Xuyễn hả? Khởi động đi. Thầy ơi, nó bị hai thứ luôn á thầy. Dạ, vừa đau chân vừa hen xuyễn luôn á thầy. Vừa đau chân vừa hen xuyễn. Thẳng luôn hả? Mày đi cũng dễ khỏe quá ha. Dạ. Chạy đi. Chờ chi. Chạy. Em bị sao vậy Phong? Dạ đau tim thầy ơi. Nặng không? Dạ nặng thầy. Nặng hả? Dạ. Để thầy giúp cho nha. Một nè, hai nè, ba nè, năm nè. Được rồi. Thầy có đánh rơi nhịp nào không? Dạ được rồi. Hết đầu. Rồi sao? Hết đầu rồi đến đây hả? Ai? Chống phó à? Sao bữa nay mặt tái vậy? Mặt hơi tái đó. Đường hô hấp khỏe không? Dạ thôi được rồi. Chắc là khỏe á, nên thay thầy. Thầy hô hấp nhân tạo. Dạ thôi. Chuyện chị em phụ nữ đúng không? Chuyện chị em phụ nữ thì thầy nhờ hội chị em phụ nữ thầy giúp cho nha. Cô giáo Thảo, thầy á thì không kiểm tra em được, nhưng mà cô giáo Thảo chắc được đúng không? Chắc là em nhớ mỗi ngày á cô. Dạ vậy em chạy với các bạn tiếp nha cô. Ngày ấy mà cũng nhớ quên ngày. Đứng thầy trẻ con à, Hoàng Minh, xem không chạy? Không thích. Rồi sao rồi? Hàng ngon á. Giờ này bán được không? Lớn đi. Không may. Sao bán được, nhưng mà phải gặp Tết rồi, vận chuyển cũng hơi khó á. Đã phải. Hay thằng cha này, nhấn ngược đau muốn chết à. Lại còn 1, 2, 3, 4, 5 có đến rơi nhịp nào không? Sến lũ. Đúng vậy, sàm vãi. Có gì mà hay vậy? Chả. Hoàng Minh, em bán cho cô La kiếm thêm hả? Xuống đây, xuống đây thầy ủng hộ cho. Ngày xưa nha, thầy cũng bán nữa, nhưng mà thầy bán xin gum. Còn trẻ mà biết lo cho cuộc sống như vậy á, là giống thầy á. Thầy thích thì em cho, có bán. Mà kiếm đâu ra hai con chó trung thành dữ vậy thầy? Ê, mày chờ đó, tụi tao sẽ cho mày bút lịch con ạ. Mày nói gì? Bút lịch hả? Tao khuyên hai thằng bay đừng có xỉa mũi vào cái chuyện của tao, nghe chưa? Cái gì vậy? Nó bán sô-cô-la thôi mà, chửi tí xíu làm gì bốc lịch. Mấy đứa căng quá
bớt căng đi. Hạ nhiệt nha, hạ nhiệt nha. Ok. Đứng lại. Mày đừng nghĩ những gì mày làm mà không ai biết. Cẩn thận đấy. Gì vậy trời? Bán sô-cô-la thôi mà làm gì làm căng cái gì? Nóng trong người hay gì á? Wow. Gì vậy? Im đi, nó nhiều quá. Cái này ông chủ nói giao quận 6 mà. Đi. Xe bị gì vậy? Không biết bị gì luôn á. Chắc xe bị hư rồi. Bị gì? Đang coi. Không biết bị hư gì nữa. Hư lúc nào cũng hư đi hư lúc này. Hoàng Minh. Hả? À, xe bị hư hả? À không. Để thầy coi cho. À không. À. Cái này không phải bị hư. À, xe tôi tự sửa rồi. Cái này thầy biết mà. Thầy chuyên môn của thầy mà không sao đâu. Nha. Chết mẹ, giờ sao giờ? Đó. Ngon lành, ngon lành, ngon lành. Không có gì hết nha. À, cái gì? Sô-cô-la hả? À. Không, không, không. Cái này xem như phần thưởng của thầy nha. Xem như phần thưởng của thầy. Trời ơi, nha. Trong trường đó đó. Thầy thích thì em tặng. Giờ tặng, giờ tặng đi nha. Ok, ok. Về đi, về, về, về đi. Trở về đi nha. Cảm ơn em nha. Cảm ơn. Đi nè, đi nè. Đi à. Ngày mai nhớ đi học nha em. Cảm ơn con nha. Cảm ơn nha. Ừ. Tuyển Thảo. Chưa nữa biết. Ừ, ngon quá. Cái gì vậy ta? Bữa nào mình sao vậy? Ê, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Sẵn tâm sự cho nghe, mày có biết tại sao tao thích trực đêm không? Để tao có thể điều tra, theo dõi và tóm gọn đường dây của gái mại dâm. Rồi mày tính làm gì người ta? Bắt nó về đồn xin số điện thoại. Rẻ tiền. Cái đó cái chuyện của tao nha. Tao là siêu nhân Gao, đại diện cho chính nghĩa. Thục Trần Hào Nam. Gao 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 bà nội mày. Mày cho, gạt mày tối đêm rồi mày đứng mày la mày hú mày gao gì cho hàng xóm hả? Bạn mày là dân quân nha, nha. Mày làm gì mày đi đâu về mày la hả? Mày đi. Ê Hậu Nam. Ê mình đánh cậu hả? Tôi giết mày đó. Bỏ nó ra. Mày cứu nó đi. Cứu nó đi. Con người muốn giết tao. Nó muốn giết tao kìa. Thằng nào? Đó. Đó kìa. Nó muốn giết tao. Mày muốn giết người ta đó. Mày muốn giết người ta. Nó muốn giết tao kìa. Nó bị cái gì vậy? Thằng nào mày nói? Nó muốn giết tao. Cái gì? Đó kìa. Giỡn mà. Quỷ. Làm gì dữ vậy? Làm hết hồn nãy giờ giỡn hả mày? Giỡn. Trời ơi nó giỡn. Tự nhiên đi giỡn ba cái trò. Tao giỡn. Thì đó biết mày giỡn mà. Bạn bè ai chơi vậy? Tao giỡn. Mày giỡn mất dài. Mày biết. Mày cái này. Trời ơi cái đánh mắm. Trời ơi mất.
Mày mắm ruốc, mày biết thúi lắm không? Mày chơi cái gì vậy? Hả? Mày sao vậy? Đau nè. Đau. Đau là một thằng vô dụng. Đau không biết cách làm một người thầy tốt. Đau vô dụng quá. Làm mặt cho nó. Hả? Làm mặt cho nó. Từ từ mày bị gì vậy? Hôm nay mày phải làm năm mày sao vậy? Mày từ từ mày có xỉn không? Mày có xỉn không? Không biết sao. Còn năm đó mày nằm đây tao thử coi mày có xỉn không? Ê mùi bia rượu không nghe nghe mùi mồ hôi dầu không mà. Bấu lử á. Bấu lử à? Ôi trời nó bấu lử. Mày điên hả? Mày có nghĩ nó bị ngáo đá không? Không, anh đẹp quá. Mày mở nhạc. Mày bỏ ra. Hôm nay tao chơi. Bỏ ra. Em cởi áo đi. Em. Mày bỏ đây. Hôm nay tao chơi với mày luôn. Tao chơi với mày. Cởi áo đi. Hả? Cởi áo nè. Tao biết ngu rồi, mấy này là phải bắt chước theo nó. Được ha, tao sẽ cởi áo để tao chơi hết với mày. Tao rất là sợ nhăn đồ. Đồ này nè mặc ngày mai tao còn đi tuần nữa. Ha. Nhạc kìa. Từ từ. Trời ơi mấy thằng quỷ. Đây. Mày đã nhớ ra chưa? Hai thằng bay làm gì mà bày tùm lum tùm la vậy? Bộ mày không nhớ gì sao? Tao buồn lắm. Mày nên nhớ mày là thầy giáo dạy thể nhục chứ không phải là dạy múa. Tại sao hôm qua mày chơi thuốc lắc? Quậy banh cái quán. Lẽ thời buổi bây giờ mà có vụ sô-cô-la trộn mai thí nữa hả? Thưa rồi Diễm, cái này tao bắt hoài. Hey, mày lấy cái này ở đâu ra? Thôi tao trễ giờ đi làm rồi. Nè, đừng mà, trả lại đi. Dạ. Đừng mà. Ba mẹ tao kiếm tiền nó lo cho tao đi học á. Tụi mày không học thì nghỉ hết đi. Tụi cặn bã. Cặn bã. Dạ. Làm gì vậy? Tôi cảnh cáo em nha. Tôi mà thấy một thanh sô cô la nào nữa thì chính tôi á bắt em đi bóc lịch đó. 16 tuổi á đã ngồi tù rồi đó. Em liệu hồn nha. Tốt nhất ông đừng có xỉa mũi vô cái chuyện của tôi. Nếu không đừng có trách. Em đừng có hù dọa đấy. Dù ba em có là ông trời á thì cũng không sợ đâu. Liệu không đó? Ê, hy vọng lần này thằng Minh làm ổng càng điên càng tốt để có cơ hội tống cổ ổng đi. Cảnh mới bò. Nhưng mà còn xem độ điên của ổng như nào nữa. Trời ơi, chắc chắn là bỏ chạy rồi. Ê Hoàng Anh, mày có chiêu gì mới chưa? Cái gì cũng phải chờ tới thời cơ của nó. Một khi tao mà đã có cơ hội thì chỉ cần một phát. Lên đường. Coi bộ khi này ông thầy nổi điên thật rồi. Dù cho bé cũng là ông trời, tôi cũng không sợ đâu. Ngầu dễ sợ. Ê, mà tao hỏi mày nè,
Mày nghĩ coi lần này ông mày thắng nổi mình không? Hên xui, nhưng tao nghĩ xui nhiều hơn hên. Thân thế nhà thằng Minh đâu có vừa. Ừ. Mày nói căng bả. Mình... À! Mình có nói ai đâu, thật mà. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là cặn bã. Mình nói sự thật, coi chừng lên lưỡi. Chết thằng chuông kia, đừng mà, đừng. Mẹ, đúng vậy. Tất cả đang làm gì? Tất cả theo thầy lên thầm một giáo gì? Gia đình tôi đã ba đời thuộc dòng hào môn danh giá. Tập đoàn của chúng tôi là một trong những thương hiệu nổi tiếng. Và tất cả những người trong gia đình tôi đều rất nguyên tắc và kỷ luật. Cái chuyện tụi nhỏ đánh nhau là cái chuyện bình thường. Tại sao lại lôi ma túy vào đây? Tôi sẽ kiện anh về tội vu khống đó. Nè, con tôi á, nó đi học về là nó ở trong nhà, nó không bao giờ ra đường hết á. Nhất cử nhất động gì của nó tôi đều biết hết á. Tại sao mà nói nó chơi ma túy ở trong phòng của nó? Tôi gắn camera nè, khẳng định với mọi người là con tôi không có làm chuyện đó. Bình tĩnh đi chị, việc gì nó cũng có nguyên do của nó. Đúng, nguyên nhân là thầy Hào Nam đáng kính ở đây đã từng là thành phần bất hảo tại địa phương, là thành viên của băng đảng xã hội đen. Tôi không hiểu các người làm giáo dục kiểu gì, làm giáo dục kiểu gì mà lại cho một người xã hội đen giang hồ làm thầy giáo. Tôi sẽ cho đóng cửa cái trường chết tiệt này. Quá gì mà. Khoan đã, hãy mang cái này đi kiểm định xem bên trong nó có cái gì. Thưa cô, tụi em có chuyện muốn nói. Em là người hiểu rõ tình hình trong lớp. Em vào đi Hoàng Anh. Cô cho phép em vô đó. Đứng bên đây. Có chuyện gì á thì em cứ nói ra đi. Thưa cô, vì hận thù chuyện Hoàng Minh đã từ chối và sỉ vả, cho nên thầy Hào Nam đã rất tâm hãm hại bạn ấy. Em đó nha, em là em đẹp trai nhất trường luôn đó. Cái thầy ngồi chứ. Thầy mà con làm ẩu, tôi nói với cô hiệu trưởng đó nha. Ngoan đi, cho thầy ấy, thầy cho điểm cao. Ông mà còn bước tới cái nữa, tôi sẽ nói với ba tôi á. Đồ biến thái, đồ biến thái. Mày sẽ biết tay tao. Thầy còn hăm dọa là nếu như mà Hoàng Minh kể chuyện này với bất cứ ai thì thầy và băng nhóm sẽ không tha cho bạn đó. Trời ơi, có chuyện gì nữa hả? Thanh danh của trường đó có thể không? Tính của Hoàng Minh thì rất là nhút nhát và hiền lành, nên bạn đó đâu có dám nói với người lớn đâu. Bởi vậy hôm nay tụi em mới liều mạng tới đây nói cho cô biết, để Hoàng Minh không có bị oan ức. Dạ đúng rồi ạ. Quá đáng mà. Rồi sao được vậy? Việc mọi người bình tĩnh lại. Hoàng Minh, cô muốn nghe lời xác nhận từ em. Dạ, dạ đúng rồi cô. Tại vì em quá lo sợ nên em phải im lặng một thời gian dài. Trời ơi, tại sao cô không nói cho ba biết? Cô hiệu trưởng thấy chưa, quá xá nhục nhã mà. Thanh danh cái trường này sẽ về đâu? Cô thấy chưa, cô rước cọp về nhà, không thể nào chịu đựng được. Cô ơi, cô bình tĩnh đi. Chương, Chương kìa cô. Chương có thể làm chứng với tụi em về chuyện này. Em vô đi Chương, vô đi. Lúc đó tụi thằng Hoàng Minh định lấy ống tim tìm vô tay Chương của cô. Chương, em cứ nói thật đi, có phải ống tim này là của Hoàng Minh định tiêm vào em đúng không?
Dạ. Cái ống tiêm đó đúng là của bạn Hoàng Minh hả? Cậu Trương Thông. Trương, Trương có nói thiệt không vậy? Hay là có rắc rối với Hoàng Minh cho nên Trương đặt điều vô khống? Ủa, sao Trương có nhiều tiền vậy? Trương làm gì có tiền? Trương giải thích đi. Cái này hay là không do chính thầy Hạo Nam đưa tiền cho Trương để vu khống cho Hoàng Minh? Trương à, Hoàng Anh biết là nhà Trương khó khăn, nhưng mà đâu có tới nỗi mà phải bán rẻ lương tâm của mình như vậy. Thưa cô, chính mắt tụi em thấy thầy Hạo Nam đã đưa tiền cho Trương và nói cái gì đó. Trường này sẽ đi về đâu? Trời ơi là trời, anh đúng là thủ đoạn và bị ổi vô liêm sỉ. Cô hiệu trưởng, hãy cho cậu ta ra khỏi trường. Không có được. Cái ngữ này á là phải đưa lên công an cho tù mọt gông. Trời ơi là trời, thì ra cậu vô trường làm thầy giáo tuyên mày ma túy vô trường. Cậu làm như vậy ảnh hưởng tất cả giáo viên, ảnh hưởng tất cả phụ huynh, ảnh hưởng tất cả học sinh. Thầy hiệu phó, bình tĩnh lại đi. Đuổi cậu ra đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Mọi người nghe đây, thầy Hậu Nam sẽ bị đình chỉ công tác, chờ kết quả điều tra sau cùng. Còn chuyện ma túy trong trường, tôi sẽ gửi lên công an. Kẻ có tội sẽ bị pháp luật trừng trị, còn người vô tội ắt sẽ được minh oan. Tôi sẽ cho cậu vô tù đúng chứ? Đồ bệnh hoạn. Cậu nợ tôi một mạng nữa nha. Trời. Từ xưa tới giờ đâu có biết biến thoái gì đâu. Sống chung bao lâu, hên quá không có bị mày giật ngó. Rải đàn một suy tư nữa. Để tặng cho mày bài hát nha. Mẹ sinh con ra không giống như bao người. Tức thiệt chứ. Mà tao thấy câu chuyện nó vô lý như vậy mà cũng có người tin. Các anh ở đấy thì các anh cũng tin. Mấy đứa tôi nghe nó nói như vậy, ai mà chẳng tin. Tôi không tin. Chào chị Rưỡng. Em chào cô. Ngay từ ban đầu, tôi đã biết cậu là người tốt và bản lĩnh. Và tôi tin rằng trực giác của tôi không sai. Nhưng có điều làm phiền. Làm phiền cậu hãy chứng minh điều này là đúng. Nhà trường không phải là nơi giáo dục, mà nó chỉ là phương tiện giáo dục mà thôi. Tôi mong cậu hãy mang lại sự giáo dục đúng nghĩa trên lớp 11A. Cái này ngon hơn chứ? Ngon. Lực này ngon nha. Ngon. Hay này mới. Không, con. Dạ con chào bác, con về. Dạ nha. Nè. Dạ. Con chơi phải biết lựa bạn mà chơi. Cái thứ mà xâm trổ vậy chẳng có gì tốt đẹp hết. Ba dặn con hoài. Nhưng mà mai mốt có đứa nào mà ăn hiếp con, cứ nói ba một tiếng, ba lo cho. Dạ, con biết rồi. À mà ba,
Tối nay ba có về không? Để con biết con chờ cửa. Ừ, đêm nay bận việc cơ quan, chắc ba không về. Ráng noi gương ba, đừng để cho ai hiếp mình hết. Ba dặn nè, đừng học hành khuya quá. Bữa nay nhìn mặt con kìa, hốc hác hết trơn rồi. Mọi chuyện con làm đều có ba hỗ trợ sau lưng. Yên tâm đi, ba đi ngang. Dạ. Bye bye ba. Lên xe rồi kìa. Hất. Chân ngắn còn đòi cho bố tô nữa. Anh có bằng lái là được rồi. Không đi được sao? Thiệt mà nha, cuối cùng mày bắt anh giả dạng cái gì với mày mà tại sao anh mặc đồ bình thường mày không cho? Sao mặc đồ bình thường được? Anh làm nhiều hôm đó. Cái gì? Ủa, mày nhớ số phòng nào không? Anh chỉ nhớ lầu 5 mà số phòng quên rồi. À, dạ em xin lỗi cho em hỏi là không biết là các anh ở phòng số mấy vậy ạ? Anh lầu 5. Ý em hỏi là số phòng ấy ạ? Tại ý anh muốn nói là lâu lâu tụi anh mới có dịp đi tour du lịch chơi chung với nhau á, cho nên là nhiều khi tình cảm với tình yêu nó chỉ làm cho mình nhớ được cái lầu chứ số phòng mình không nhớ. Mình đi anh tính gì đi em à? Lâu lâu bọn anh đi với nhau, em cho bọn anh tự nhiên được không? Chị đứng ngồi đi. Đúng ngại quá. Dạ em xin lỗi ạ. Vậy chúc hai anh hạnh phúc ạ. Hết ngại rồi. Rồi tìm cái số phòng kia kìa. Bây giờ không nhớ số phòng nữa. Anh cũng có nhớ đâu hả? Mất cái chuyện đấy mà làm không được. Đang gọi tới đó là điện thoại hết tiền rồi. Tới đây rồi thì vô phòng đi. Kỳ quá. Ông mở cửa vô phòng rồi đó. Anh gọi điện thoại cho thầy đi. Mày có thể cho tao biết cái đó là cái gì không? Hàng ngon đó. Ngon thì giá gấp đôi. Ê nhóc, mày cắt cổ vừa phải thôi. Mới tuần trước mày báo giá, bây giờ mày lên giá gấp đôi là sao? Thích thì mua, không thích thì biến. Mày thích gì? Ôi, bình tĩnh. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Hàng ngon như vậy á, bao nhiêu tiền cũng được. Có điều mày biết cái số hàng này từ đâu mà có không? Hả? Chính ông già của mày đã cướp hàng của đại ca của tụi tao. Để rồi bây giờ mày bán hàng cho tụi tao với giá gấp mấy lần. Hôm nay mày tiêu rồi nhóc con à. Hàng các ông đây, kiểm tra đi. Đứng im, các anh đã bị bắt. Đứng im, giơ tay lên. Cả sao đây? Tất cả đứng im. Nằm xuống, nằm xuống. Giơ tay lên đầu. Ngồi xuống. Nằm xuống. Giơ tay lên đầu. Giơ tay lên. Đứng im, nằm xuống. Cậu là cơm chìm à? Cậu, cậu hãy nể tình. Tôi đã từng không bạc đãi cậu. Cậu hãy nói gạt cho Hoàng Minh là tôi đi công tác nước ngoài được không? Tôi không muốn nó biết chuyện này. Thật ra Hoàng Minh đã biết ông mua bán ma túy từ lâu rồi. Ông làm cha
không làm gương cho con. Kết cục của Hoàng Minh hôm nay là do ông. Cậu nói như vậy, cậu nói như vậy là cảnh sát đang trên đường đến nhà ông. Chúng tôi đã đủ chứng cứ để bắt Hoàng Minh. Trời ơi, Hoàng Minh. Trời ơi, tôi đã làm liên lụy con tôi rồi. Trời ơi, hôm nay mày tiêu rồi nhóc con à. Ê, mày đừng ra mẫu nha. Ba tao mà biết á, ông chia ra từng thằng ông giết hết á. Đó giờ tao làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng, đâu phải như mày đâu thằng nhảy răng. Sang đây, xuống, 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 đâu? Nghiêm, đứng dậy, nghiêm, không những bắn, nghiêm. Sang đây, các anh đã bị bắt, giơ tay lên đầu. Mày xuống đây, thầy, mày còn xuống đây? Hả? Thầy, rồi đã trốn ngã ngủ rồi. Tại sao mày lại lãng phí nó như vậy hả? Thầy đã nói mày bao nhiêu lần rồi hả? Không được làm những chuyện phi pháp đó. Tại sao mày không nghe thầy? Mày giỏi lắm hả? Em xin lỗi thầy. Người em xin lỗi không phải là tôi, mà là chính bản thân em đó. Chắc em biết chuyện của ba em rồi đúng không? Đừng đi theo vết xe đổ của ông ấy. Em không được quyền chọn nơi em sinh ra, nhưng em có thể chọn được cách sống của mình mà. Đứng lên, mời anh vào đâu. Sếp, tôi xin một phút thôi, cố gắng cải tạo tốt. Thầy và các bạn vẫn đợi em về. Em xin lỗi thầy. Em đã làm quá nhiều điều sai như này. Thầy, đối với thầy thì trở ra là một người tốt chứ. Rồi, chúng tôi anh về đâu? Đi, đi thôi. Đây. Đây. Vậy là kể từ ngày hôm nay, lớp của chúng ta sẽ vắng đi một thành viên. Không biết cảm giác của các em như thế nào, nhưng mà thật sự thầy không muốn điều đó xảy ra. Hoàng Minh phải trả giá cho những sai lầm của em ấy. Và thầy mong các em hãy xem đây là tấm gương, để không ai mắc phải những sai lầm như thế này. Nên nhớ, mỗi con người chúng ta sinh ra là không phải để tan biến đi giống như những hạt cát, mà chúng ta sinh ra để in dấu lại trong cuộc đời này, in dấu lại trong trái tim của người khác. Đôi khi các em dựng lên những bức tường không phải là để ngăn cách mọi người, nhưng để xem ai có đủ quan tâm để phá vỡ những bức tường đó. Thầy sẽ là người phá vỡ những bức tường đó, vì sẽ chạm vào trái tim của từng em. Được đi làm lại còn phải vui mới đúng chứ.
Em thấy tiếc cho Hằng Minh, em ấy còn trẻ quá cô ạ. Đôi khi phải có vấp ngã thì mới trưởng thành được. Đừng buồn, tôi tin đó là em ấy sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua. Chúng ta chỉ có thể châm ngòi, còn lửa mạnh hay yếu đó là do học sinh. Cô sai rồi, đứa nào cháy yếu mình châm thêm dầu vào cho nó cháy lớn luôn. Hãy để đấy. Ô. Chạy đâu cho khoái nắng. Giảm mặt kinh kiệu, nhìn thấy ghét. Đúng rồi. Yeah. Không biết nha, không biết sao nha. Mà vậy đó, cô hiệu trưởng binh lắm nha. Đem về trường cho được. Mấy cái chuyện còn con á mà, chưa có khó khăn nào mà cô chưa trải qua đâu. Xin giới thiệu với toàn thể giáo viên, vị này đây là thanh tra sở. Xin chào mọi người. Chào thầy. Sao tự nhiên đang yên đang lành cái thanh tra xuống vậy? Thầy đúng nữa không? Không có chuyện liên quan đến thanh tra gì hết trơn. Thôi, mọi người ồn ào quá. Sở dĩ hôm nay thanh tra sở có mặt ở đây, bởi vì thời gian qua trường mình bị phản ánh lên sở rất nhiều về tình trạng chất lượng giáo viên. Giờ hôm nay sở muốn tổ chức một kỳ thi để thẩm định về chuyên môn của tất cả giáo viên trường mình. Nếu như ai không vượt qua kỳ thi này, đồng nghĩa với việc thôi dạy trường này. Thôi xin phép mọi người, tôi đi tham quan một vòng sân trường. Dạ chào thầy. Lão già này lắm chiêu nhiều trò, mà tôi không để thua ông đâu. Tôi sẽ đi tìm đồng minh. Chuẩn bị cuốn gói ra khỏi trường đi. Thầy giỏi lắm. Vui vẻ không có vào nha. Tôi thiệt là thông minh. Vụ này là sao vậy thầy? Tôi nói cho mấy người biết, sở làm gì biết cái chất lượng giáo viên trường này. Nếu như tôi không nói thì làm sao biết được. Tôi chính là người tốn tiền để mời thanh tra sở xuống đây. Mặc dù số tiền nó rất nhỏ, mọi người thấy tôi thông minh không? Rất là cao kiến. I think that's a great idea. Tối kiến với cao kiến gì? Tự nhiên đang yên đang lành bắt mình ôn thi. Ờ, vậy cả ngày đã mệt rồi, về phải ôn thi nữa. Trời ơi, mệt phờ râu. Thôi đi, cái gì? Mấy người có muốn mày đuổi gì không? Lo mặt ôn thi đi. Ê, ông già đó hả, được đi dạy lại rồi á. Còn anh, tôi nghĩ lần này á hả, bà không có thoát được đâu. Tôi không có sợ. Thua keo này, tôi bày keo khó. Mà mang tiếng EQ200 như mày á, mà cũng thua cái thằng thầy giáo tay ngang. Lần sau nếu mà nghĩ thì nghĩ cho sâu, nghĩ cho xa vào. Ê, thầy mới làm sao vậy? Chắc là đang chuẩn bị cho kỳ thi giáo viên á. Mà tao nghĩ lần này không thua chắc. Hà My, mày báo cáo tình hình học tập của lớp cho thầy nghe. Thưa thầy, thì số lớp đủ. Hãy
giỡn thôi mà, làm gì căng cái vậy? Giỡn mặt với mấy em hả? Ngồi xuống đi. Thanh Hiền, Thái Duy, Dạ Huy, cuối cùng là Hoàng Anh. Đứng dậy. Các em gan lắm, các em quá đáng lắm. Hôm nay đặc biệt, tôi sẽ thông báo điều rất là quan trọng về bốn em này. Bốn em này có chung một ngày sinh nhật vào tháng này. Cho nên tôi quyết định chủ nhật tuần này sẽ đãi sinh nhật cho bốn em. Quẩy lên đi, quẩy lên đi. Em sao vậy Hoàng Anh? Ủa? Sinh nhật vui mà trời. Sao con bé làm gì vậy? Ông thầy đúng rành, thích làm trò hề. Đi đâu vậy? Ngồi xuống thầy nói nghe nè. Em nghĩ là em với thầy không có gì để nói hết á. Nhưng mà thầy biết em có rất là nhiều điều muốn nói với thầy. Ngồi xuống đi. Thầy cảm nhận được và thầy thấy được. Em dựng cho mình một cái bức tường thật là to, thật là chắc. Giờ em cứ tưởng tượng đi. Em cố gắng chắc chồng lên nó. Bức tường của em bị vỡ rồi. Làm bạn nha. Con phản bội. Thầy không ghét vì em đặt điều nói xấu thầy hả? Ghét cái gì chứ? Thầy còn trẻ, thầy quậy gấp trăm ngàn lần em. Thầy nói thật mà. Mà em biết sao mà thầy thích cái nghề giáo viên không? Sao thầy? Tại vì thầy thấy á, cái nghề giáo viên giống như là những cái ngọn nến soi sáng đường cho mọi người đi. À, mà nhắc đến nến, tại sao em không thích sinh nhật? Thì tại vì em không thích vậy thôi. Thầy ở đây nha, em vô lớp trước. Hoàng Anh, Hoàng Anh, thầy phải cố gắng đọc hết trong sách đó thì mới bổ sung được kiến thức thiếu hụt của thầy đó nha. Trời ơi, cả đời tôi không biết đọc hết một cuốn sách hay không. Có cách nào mà không cần học cũng đậu không Trung? Vậy thì thầy chỉ cho tôi cách làm sao mà không ăn mà vẫn no đi. Cô Thảo, cô giúp tôi nha. Thì tôi đang giúp thầy nè. Không phải, ý tôi nói là cô dạy tôi học nha. Bộ tôi không thi hả? Trời, tôi không muốn mất việc đâu. Tôi tin là thầy sẽ làm được. Cố lên nha. Cô Thảo, hôm nay ai cũng bỏ rơi mình hết. Thầy, để em giúp thầy nha. Thiệt hả? Vậy ngày mai mình bắt đầu nha. Dạ. Thì giờ chuẩn bị nha. Xin chào thầy. Con phản bội. Mày nói gì? Tao nói mày là con phản bội đó. Từ giờ trở đi á, mày làm cái gì thì tự làm đi, tao không quan tâm nữa.
Vậy là mày bị ông thầy dắt mũi rồi hả? Ở đây chẳng có ai dắt mũi được tao hết trơn á. Nhưng mà mày thử nghĩ đi, nếu như mà mày tống cổ ông thầy Nam đi thì liệu là không còn giáo viên nào khác thay thế chỗ của ổng à? Mà mày nhìn đi, lớp mình bây giờ đứa nào cũng tự nhủ sẽ chuyên tâm học hành để trở thành người có ích cho xã hội là nhờ thầy Nam hết. Mày im đi, cái gì mày cũng thầy Nam thầy Nam. Mày bị ông tẩy não thật rồi. Mà tao cũng không ngờ một cái con tinh trùng ống nghiệp EQ200 như mày mà cũng tôn sùng một cái thằng ất ơ ha. Tao cấm mày nhắc lại chuyện ống nghiệm, nếu không đừng có trách tao. Thầy có nhớ quy tắc rút gọn phân số không? Ở đây có cos x bằng cos x nên chúng ta gạch bỏ, giữ lại trừ và cộng thì chúng ta sẽ được y sẽ bằng căn của 1/1. Vậy y sẽ bằng 1. Thầy hiểu chưa? Thì ra là vậy, thầy hiểu rồi. Sai rồi. Có dấu cộng trừ thì làm sao mà rút gọn được? Không lẽ có cái nguyên tắc cơ bản đó mà thầy cũng không nhớ nổi sao thầy? Hèn chi thầy thấy sai sai hay sao á. May là có thần đồng toán học ở đây. Hoàng Anh, em ở lại dạy cho thầy nha. Thầy có được ở lại trường hay không á, tất cả nhờ bọn em á. Thôi không được đâu thầy, thầy có em dạy rồi mà thầy, không cần Hoàng Anh đâu. Thôi đi, dạy gì đâu mà say tùm lum tùm la hết trơn á. Sắp thi rồi, em về nhà học bài đi, có Hoàng Anh dạy cho thầy được rồi. Vậy em về trước nha thầy. Ừ, về đi. Này là cái này sao? Cái này là thầy làm gì nè. Đó. Đúng rồi. Ok. Không cạnh cha mẹ nhiều, mỗi ngày đến lớp nhưng bài học thấu hiểu. Vì gia cảnh ai cũng có khác biệt, thế nên thầy dành tất cả tình yêu. Học bao dung, học vì tha, học kiến thức cho quê nhà. Thầy dâng hết những tình thương tận ngày cuối khi ra trường. Gian tay xin hãy trôi thần chậm thôi để em lớn khôn, trở về để thầy đưa thấy em cảm ơn thầy. Sao cô giáo ổng á? Hên ghê á, đợt này á có em dạy cho thầy á cho nên bảo đảm với em á, thầy đậu chắc luôn. Thầy ơi, đây chỉ là đề thi thử thôi à, cho nên thầy đừng có vội mừng, thầy còn phải học nhiều hơn nữa mới được á. Làm gì căng với vậy, để trí tí xíu thôi mà. Mà nè, thầy hỏi em này vui lắm, vui lắm. Sao em ghét sinh nhật vậy? Thầy nhiều chuyện quá. Ê, gần tới ngày thi Olympia rồi, sao con không lo ôn luyện bài vở mà đi đâu tới tối mịt mới về vậy? Con con đừng có để công sức của mẹ lo cho con đổ sông đổ biển hết á. Con rảnh rang quá ha, lo đi dạy cho cái ông thầy dốt nát đó.
ngày mai á mẹ sẽ kiến nghị đổi giáo viên. Con vô trong thay đồ rồi học bài đi. Ê nhỏ này nè, tao cua đúng ngày là dính. Con nhỏ này nó học giỏi nhất trường mình. Nó thích thằng này cua mà được hả? Mày tào lao gì vừa hết. Để coi à. Đi. Bạn gì đó ơi, tối nay mình mời bạn đi ăn được không? Kéo khóa quần đi rồi mình nói chuyện tiếp. Hoàng Anh lạnh lùng, sắp dính bẫy. Chưa chắc. Hoàng Anh nó thông minh lắm, không có dễ dụ gì đâu. Mình đang tìm điện thoại bị rớt nên không có nhìn thấy bạn. À, bạn ơi. Bạn cho mình mượn điện thoại, mình nhá vô máy mình xem coi nó rơi ở đâu được không? À thôi, nếu mà có làm phiền bạn á, thì mình xin lỗi để mình tự tìm tiếp. Nè. Mình đáng chí quá. Đồ đáng ghét. Cảm ơn bạn nha. Giờ tao mày cá độ đi. Ừ hả? Đi cá độ đi. Ê, đứa nào á thua, nó dẫn thầy đi ăn đó mà. Khôn như thầy, của em đầy. Chuyện hết trơn á. Không còn nắm tay nó nữa chứ. Lần nào cũng sợ cầm đồ giật gân. Anh hiểu mà. Người ta có nói cái gì đâu mà mày hiểu. Đi vô đi. Em ngồi chơi. Anh mới ăn cơm. Nó kêu anh vô xỉ răng. Tật lớn hơn cái tuổi. Con gái là trong tướp à. Em muốn đi, đừng có khóc nữa. Dạ, cảm ơn thầy. Thì ra đó là lý do mà em ghét sinh nhật hả? Giờ thì thầy biết rồi đó. Em là con tinh trùng 200. Mẹ em đã làm cách đó để tạo ra em và muốn em mang danh tiếng về cho bà ấy. Quang Anh à, điều quan trọng á là không phải em là ai, em sinh ra từ đâu. Quan trọng là mình sống như thế nào. Rốt cuộc thì cuộc sống này á, con người ta sinh ra để làm gì? Để có được hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải trải qua những khó khăn đau khổ như vậy, chúng ta mới có được hạnh phúc. Đôi khi cuộc sống á, bắt buộc ta phải tổn thương để hiểu được giá trị của cuộc sống. Cho nên em mặc kệ người ta nói gì đi, mặc kệ người đời, em vẫn là chính em thôi. Nó có cầu tiến đã dạy thể dục rồi, bây giờ chuyển qua dạy ngữ văn. Mày lắc xiên ngầu hả? Thưa mẹ, con mới về.
Còn đứng lại đó. Con làm cái gì đấy hả Hoàng Anh? Tại sao con lại đi nhăn nhít với cái thằng vô lại đó chứ? Con không có mẹ. Cái này là có người muốn hại con, chỉ là hiểu lầm thôi à. Hiểu lầm? Con là học sinh mà đi thân thiết với thầy giáo là sao? Cứ cho là có người muốn hại con đi. Nhưng mà mẹ thấy lúc này á, con lơ là với việc học để đi với cái thằng đó. Mẹ muốn tin con cũng không được nữa. Thứ con gái mà thân mật với thầy giáo của mình. Nhục ơi là nhục. Con đã nói không có mà mẹ. Mà con cũng có chuyện này muốn nói với mẹ luôn. Con chán học rồi. Con không có muốn thi Olympia nữa. Con nói là sao? Con nói là con chán lắm rồi, con không có muốn thi Olympia nữa. Suốt ngày mẹ cứ bắt con học, học, học. Mẹ có bao giờ nghĩ cho cái cảm giác của con không? Hay là mẹ chỉ muốn thỏa mãn cho cái tham vọng của mình? Mẹ làm như vậy á, chỉ là vì con, vì tương lai của con thôi. Tương lai của con? Từ nhỏ, con chẳng có được đi chơi với bạn bè. Suốt ngày chỉ cắm mặt vô sách, vô vở. Tuổi thơ của con chỉ là những trang giấy. Có bao giờ mẹ suy nghĩ những cái điều đó chưa? Hay là mẹ chỉ tiếc cái con tinh trùng 200 triệu mẹ đã mua về? Mẹ tiếc lắm đó mẹ. Mất dạy. Cho chết chóng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng, cho no nê thanh sắc của thời tươi. Hỡi xương hồng, ta muốn cắn vào ngươi. Hay, mày giỏi lắm. Ủa, mà cho tao hỏi, tại sao nhà thơ Xuân Diệu lại muốn cắn nhạc sĩ Xuân Hồng? Tao có giải thích đó, mày cũng không có hiểu đâu. Ừ, hôm nay tranh thủ được nghỉ, rủ mấy anh em trong chốt qua làm vài phe. Đại nghe. Mà tôi với thầy Hạo Nam á, không có vấn đề gì hết á. Rồi từ từ bạn. Ai giống Hoàng Anh vậy ta? Tất cả mọi người sẽ... Nó đây làm cái gì? Để tôi giữ lại vậy nha. Gọi cho Hạo Nam. Con tinh trùng này nè, là con tinh trùng được tuyển chọn. Cho nên bạn sao nó không bắt máy vậy? Mày bắt máy giùm một cái coi. Con tinh trùng này nè, 200 triệu. Không ổn. Phải nhắn tin cho nó qua liền mới được. 200 triệu. 200 triệu. Xin lỗi. Này không phải lỗi tôi. Chắc anh xỉn quá anh tự làm đổ. Phút rồi mà chưa hết bằng. Dạ. Hoàng Anh đâu? Hoàng Anh đâu? Rồi nó đi hướng nào rồi? Hả? Hồi nãy tao bị đánh, người ta đánh úp cái mặt xuống bàn rồi làm sao mà thấy được nó đi hướng nào? Tao nói mày coi chừng đi ngang, tao thấy nó xỉn lắm rồi đó. Chắc đi khách sạn rồi chứ gì? Bọn chúng đưa con bé đi đâu? Hả? Đưa con bé đi đâu? Hả? Bé đi, tụi với tụi mặc đồ bé đúng không? Đúng rồi. Nói nó xỉn lắm rồi, chắc đi khách sạn. Cho cái địa chỉ đi. Cho nó cái địa chỉ đi. Hey, Nam, nhanh. Nam, người ta nhân viên nó nắm cổ áo, mốt nó không bán bia nữa đâu. Xin lỗi,
Con bé là em gái của tôi. Cho tụi cái địa chỉ đi. Hả? Bọn chúng đưa đi đâu? Tôi nghe là bắt taxi đi khách sạn Hoa Hồng ở quận 5 rồi. Alo. Ừ, chuẩn bị nhận hàng nè. Yên tâm, có hàng sẽ có tiền ngay. Mà mày nhớ là phải chụp cho rõ nét vào, nghe chưa? Hoàng Anh, ta sẽ cho mày biết cái kết cục của một đứa phản bội. Có gì không anh? Anh là mất. Có ba thằng đàn ông vừa đưa một cô bé vào đây. Nó ở phòng 7, anh chị giúp tôi nhé. Nhưng không có ai hết trơn anh. Anh nhìn kỹ lại đi. Nè, cái hình cô bé này, nhìn kỹ đi. Không được, em không tiết lộ thông tin khách hàng được. Chào anh, chúng tôi là đội cảnh sát điều tra, mong anh hợp tác. Anh tào lao nữa, cái đó là thẻ dân quân ba ơi. Thì ra trước khi làm lễ tân, ông anh cũng làm dân quân hả? Thôi nói nhiều quá, con bé đó là em của tao. Dạ. Nó ở phòng 7, đuổi. Dạ dạ, ở phòng 104 anh. Tao là Trần Hậu Nam, mày nhớ nha. Dạ rồi, anh Nam. Nhớ rõ nha. Anh Nam. Thẻ chứng nhận dân quân tự vệ. Mày vô đây, nhanh. Đi vô đây ngồi. Mày đứng lên. Mày sao mày làm gì vậy? Mày làm sao vậy? Đi vô. Nhanh xuống đây. Mày đi. Chút xíu tao đưa ba thằng bay về phường. Chưa 18 tuổi mà dám theo phong trào của 18 cộng. Theo phong trào 18 cộng hả mày? Hoàng Anh. Em không sao đâu. Có thầy ở đây rồi. Em không sao. Có thầy ở đây rồi. Cô Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Dạ. Cô được đạt điểm cao và cô đã đấu rồi. Thầy Trung cũng vậy. Thật sự ra lần này thầy rất là cố gắng. Thầy cũng đậu luôn. Thầy Tim, thầy điểm rất là cao, thầy đậu luôn. Còn em thì sao hả cô? Thầy ngồi đi. Khó qua được rồi. Thảo Nam à, tôi rất tiếc cho thầy. Tôi chia buồn cùng với thầy. Thầy đã được đấu rồi. Em cực khổ lắm á cô, tôi cực khổ lắm. Ủa mà cô, giáo viên nào cũng đậu hả cô? Đúng vậy, đa số giáo viên á. Hỏi cái gì mà hỏi bằng thừa vậy? Hạo Nam mà đậu thì khó có giáo viên nào mà rớt được. Thầy nói đúng lắm, đa số các giáo viên trường mình á đều đạt điểm cao và đậu hết. Nhưng chỉ có một ngoại lệ là chỉ có một người duy nhất ở trong cái trường mình nè không được đạt điểm cao và cũng không đậu luôn. Sao tự nhiên cô nhìn tôi vậy? Là ai? Người đó đang đối diện cùng tôi và cũng đang nhìn tôi nè. Tôi không dám nhìn nữa đâu. Người đó mặc áo màu vỏ đậu. Sao bên đây mặc áo này chi vậy trời? Cô đừng có giỡn với cô hiệu trưởng. Không có giỡn đâu. Thầy kiểm tra lại đi. Tê 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 tê.
tệ. Thanh tra sở đồ, ôn thi đồ, đáng đời. Ủa cô, vậy rồi thầy hiệu phó có bị đuổi không? À, còn cái chức hiệu phó đó hay là em tự đề cử em? Em có chơi. Thật ra đó thì không cần phải cho thầy nghỉ việc đâu. Chỉ cần thầy hiệu phó đi bổ sung thêm kiến thức và bổ sung thêm cách sống thì mọi sự đều ổn hết. Thôi tối hôm nay cho em mạn phép được mời tất cả mọi người đi quẩy. Happy birthday Hoàng Anh. Cầu nguyện đi, cầu nguyện đi, cầu nguyện. Cầu nguyện, cầu nguyện. Yeah. Và bây giờ thầy có một yêu cầu nho nhỏ. Em có thể nói cho cả lớp biết ước mơ của em là gì không? Dạ thôi, kỳ lắm thầy ơi. Có gì đâu mà kỳ. Ai cũng phải có ước mơ, ai cũng phải có hoài bão hết. Nói đi, mắc cỡ gì? Dạ, ước mơ của em là làm rapper. Wow. Ủa, em làm gì vậy? Thấy rapper bình thường mà. Thầy cũng rất là mê rap đó. Làm thử câu nghe chơi thầy. Thử nha, không có cười nha. Hậu năm tôi mang vào mẫu quan gì ca. Sống là phải chất chất. Anh em sống được bao giờ cư xử với tôi bằng đao bằng sắt, mà hãy cư xử bằng chất sống nghĩa tình. Nhiều người bảo hậu năm tôi khó gần, nhưng bạn ơi, bạn chắc bạn chưa chạm đến tim tôi. Nếu bạn đã chạm được thì thầy muốn là ráp chơi cho vui thôi. Thật sự thầy không có biết ráp gì đâu. Nhưng mà bây giờ nè, đây thầy không muốn dám múa rìu qua mắt thợ. Đây, đây mới chính là rapper tương lai của lớp mình. Có ai muốn Hoàng Anh ráp không? Ráp đi, ráp đi, ráp đi, ráp đi, ráp đi, ráp đi. Dạ rồi, nếu như mà thầy cô với các bạn muốn thì em sẽ tặng cho lớp mình một cái bài mà em đã ấp ủ ở trong tim rất là lâu rồi. Xin mọi người cùng nghe. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Cả lớp tổ chức một sinh nhật rất là vui vẻ. Và thầy cô giáo cùng các bạn đã tổ chức thật vui một cái sinh nhật thiệt là độc đáo. Trời ơi, mình sao có mùi âm nhạc hay vậy trời. Ai, không phải là Hậu Nam này. Chuyên gia bệnh có trò ai âm. Hay mà vỗ tay. Cũng hay. Vỗ tay. Sinh nhật vui quá ha. Mày đừng có rảnh rỗi mà đi soi mói cuộc đời của tao. Ừ, tao là đứa con được thụ tinh trong ống nghiệm á. Thì sao? Tao không có quyền lựa chọn cách tao được sinh ra, nhưng mà tao vẫn quyết định được cuộc đời tao như thế nào. Còn mày, cứ ôm hoài trong lòng một mối hận thù như vậy, có ích gì không? Kệ tao, mày làm gì thì làm, nhưng đừng đụng đến những kế hoạch của tao. Tao cấm mày á. Lần trước mày thoát được, nhưng lần này thì không đâu. Tao sẽ cho hình ảnh của mày lên tràn ngập các trang web đen, rồi để coi mày còn làm chủ cuộc đời mày được hay không. Mày nói gì? Mày là cái đứa bày trò cho thằng Thành hãm hại tao. Sao mày dẫn tâm quá vậy My? Tao với mày là bạn thân mà. Đó chỉ là một trong số những kế hoạch nho nhỏ của tao thôi. Còn nếu mày cứ tiếp tục ngáng đường tao, tao sẽ không tha cho mày. Mày không còn là Hà My, đứa bạn thân của tao nữa.
Hóa ra là mày. Tao không ngờ mày làm những điều như vậy. Mày càng ngày càng thủ đoạn. Thủ đoạn một cách đáng sợ. Hàm ơi, mày nói với tụi tao, đây không phải là sự thật đi. Mày đúng là một con quỷ. Những kế hoạch của em rất là hay và rất là hoàn hảo. Nhưng em nên biết rằng thông minh là một tài năng thiên phú, nhưng mà lương thiện là một sự lựa chọn. Hãy nghĩ em nên lựa chọn cách sống của mình đi. Tôi không cần ông dạy đời tôi. Thầy, chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra năm nào? Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra vào năm 1914 và kết thúc năm 1918 do mâu thuẫn của hai đế quốc về vấn đề tranh giành thuộc địa. Vậy thầy có thuộc địa hay không? Thầy làm gì có thuộc địa? Thầy không thuộc địa. Vậy tại sao thầy không rất thuộc địa ta? Tào lao. Chồng ghẹo suốt ngày. À, em muốn công hỏi thầy. Hỏi gì? Khu vực Đông Nam Á nằm tiếp giáp giữa hai châu lục nào? Nó nằm tiếp giáp giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Rồi, em còn câu hỏi thầy nữa là Diêm Vương nằm ở châu lục nào trên quả địa cầu? Diêm Vương hả? Ừ. Diêm Vương. Diêm Vương nằm đâu hả? Diêm Vương cười. Mấy thằng quỷ này nha, mấy thằng quỷ này nha, nha nha, chơi thầy nha, chơi thầy nha. Làm gì có Diêm Vương? Diêm Vương là nằm với âm phủ với đâu, đúng không? Thầy có một câu này á, muốn nói với các em. Sự trả thù cao quý nhất á là sự tha thứ. Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh. Hiểu không? Sách vở vãi ra. Tha thứ cho thằng này. Cả lớp. Dạ cô. Chào thầy. Thôi, các em học tốt nha. Thầy chào các em. Chào cô. Mời các em ngồi. Đứa nào có gan chọi thì có gan đứng lên nhận xem nào. Bọn hèn. Hèn không bằng cái đứa gài bẫy hại bản thân của mình. Vì lợi ích của bản thân mà bất chấp mọi thủ đoạn. Tụi vô liêm sỉ. Có chiêu đó xài hoài. Mỗi ngày nó chỉ biết khách sạn thôi. Ấn tượng khó phai. Tụi mày im đi. Từng đứa tụi bay bị ông thầy Hạo Nam tẩy não hả? Ban đầu đã hứa sẽ cùng nhau trả thù bọn giáo viên. Bây giờ tụi mày phản bội tao. Mày. Mày. À mày nữa. Tụi mày quên, chính ông thầy Hạo Nam là người đã khiến thằng Minh phải đi tù rồi hả? Tụi mày nhìn cái lớp này bây giờ còn là cái lớp 11A như trước không? Đúng. Bọn tao thay đổi, nhưng là theo hướng tích cực hơn. Chỉ có mày là quá bảo thủ và luôn nghĩ là mình đúng. Thằng Minh cũng phải trả giá cho những gì mà nó đã làm rồi. Mày nghĩ đi, nếu không có thầy Nam á thì cuộc đời thằng Trương còn tăm tối hơn nữa. Thầy Hạo Nam mang tụi tao từ bóng tối ra ánh sáng. Còn mày thì sao? Bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Tao nghĩ mày nên dừng lại được rồi đó My. Ok, tao sẽ cho tụi mày thấy không có giáo viên nào là tốt với học sinh cả.
Họ chỉ lo lắng cho thành tích của họ mà thôi. My à, không phải giáo viên nào cũng như em nghĩ đâu. Ai cũng vậy, kể cả cô cũng vậy. Cô dám nói cô đi dạy không phải vì thành tích đi. Mà kể cả cái ông thầy Hạo Nam cũng như vậy. Nếu như ông thuần hóa được cái lớp này thì nghiễm nhiên từ một tên lưu manh có thể trở thành giáo viên. Oai quá còn gì. Thầy Hạo Nam cũng giống như những giáo viên khác. Mày đừng có quơ đũa cái nắm như vậy. Không phải ai cũng giống như thầy Hùng đâu My à. Im đi. Cười trên nỗi đau của người khác vui lắm hả? Hoàng Anh, chuyện thầy Hùng là như thế nào? Mày nói đi. Chuyện cũng lâu rồi, còn sợ gì nữa? Nói đi. Biết đâu thầy giải quyết được thì sao? Hoàng Anh, em không muốn mọi người giúp Hà Mỹ sao? Mày không nói thì tao nói. Thầy Hùng là giáo viên dạy bộ môn toán của lớp 10A chúng em vào một năm về trước. Thầy Hùng rất ân cần với học sinh, chúng em rất yêu quý thầy. Nhưng Hà Mỹ lại lỡ yêu thầm thầy Hùng. Lấy hết can đảm, Hà My đã gửi cho thầy Hùng một lá thư tỏ tình. Rồi sao? Bị thầy Hùng từ chối tình cảm rồi hẳn giáo viên hả? Đâu có. Thầy Hùng đã đáp lại tình cảm đó. Biết việc yêu thầy Hùng là sai trái, nhưng Hà My không ngăn được tình cảm của mình. Để tình cảm ấy ngày càng lớn dần, Hà My đã cuốn vào vòng xoáy tình ái của thầy Hùng, học hành ngày càng sa sút. Xin thầy cô giúp đỡ cho cháu. Tôi muốn cháu trong top 10 của trường để làm bàn đạp vào các trường đại học danh tiếng. Bao nhiêu tiền tôi không tiếc, mong thầy cô giúp cho. Ba! Học không lo học, yêu với đường, nhường mặt chưa? Về đi! Thầy Hùng tệ quá. Tại sao không giải thích cho em ấy hiểu? Chưa phải là điều tệ nhất đâu thầy. Hà My phát hiện thầy Hùng và cô Thi là giáo viên chủ nhiệm lớp tụi em bắt đầu có mối quan hệ tình cảm.
Lúc đó thầy Hùng đã đá Hà My như đá một cái gai trong mắt vậy đó. Thằng khốn nạn! Thầy xin lỗi. Chưa hết đâu, Hà My còn phải chịu nhiều đau khổ hơn như vậy nữa. Tình yêu không hề có trái ngọt mà toàn là quả đắng. Hà My không tự biết bảo vệ mình nên Hà My đã phải tự uống thuốc phá thai. My, mày bị sao vậy? Ôi, sao gì đâu đâu vậy My? Kể từ đó, Hà My luôn oán giận các giáo viên và sẽ trả thù. Và tụi em cũng giúp cho Hà My được trả mối thù đó. Thầy ơi, thầy ký giúp em cái sổ ghi điểm lớp em đi thầy. Bởi giờ bị thiếu quá trời luôn á thầy ơi. Sao hôm bữa không chịu đưa cho thầy? Dạ tại tụi em quên. Cái này hôm bữa thầy ký rồi mà. Dạ nhưng mà đây nè, bên đây nữa thầy quên, hôm qua thầy còn chưa ký bên đây nè. Đây nè, đúng rồi. Sao ngày hôm qua không có đưa luôn mấy cái đứa này thiệt á. Rồi bây giờ thầy ký luôn cho tuần sau luôn. Mình quên thầy. Lần này thôi nha. Dạ. Rồi cái nào không? Rồi xong rồi, dạ rồi. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều nha. Cảm ơn thầy. Không có lần sau đó. Dạ. Các anh chị ốc trâu hay ốc bò? Sao cứ để lớp bị tụt hàng hoài vậy? Nói các anh các chị hả? Mà cứ ngơ ra gió gì đó. Toàn là một lũ bé đậu không à. Còn ngồi đó làm gì nữa? Lấy sách vở ra. Hôm nay lớp nghỉ sớm. My không còn tin vào bất cứ giáo viên nào hết. Mày mà các em á, làm cho Hà My mất niềm tin vào các em. Tại sao không cho Hà My một cơ hội để mà sửa đổi hả? Tha thứ khó lắm à. Lớp 11A gần như đã được thầy cảm hóa. Sao thầy vẫn không vui? Em có một khúc mắc trong lòng mà chưa lý giải được. Em không hiểu tại sao con người ta lại khó tha thứ cho nhau như vậy. Thật ra khi còn trẻ con á, giận nhau chỉ vài ba phút hoặc là qua ngày hôm sau á, thì đã chơi chung với nhau rồi. Có điều con người ta càng lớn thì càng khó tha thứ những lỗi lầm cho nhau. Vậy có cách nào để mà mình giữ gìn những mối quan hệ đó hả cô? Kỷ niệm. Tôi tin là thầy có thể hàn gắn các em lớp 11A. Tất cả đều trông cậy vào thầy đó. Thank you.
Mời cô dùng nước. Cảm ơn anh. Chẳng hay hôm nay cô đến thăm nhà tôi có việc gì? Hà My lúc này học hành tốt không cô? Nó là con cưng của tôi đó. Từ ngày bà nhà mất, mọi việc tôi đều dồn lo cho nó. Anh đừng quá lo lắng, Hà My học khá là tốt. Ngày hôm nay tôi đến đây là để hỏi thăm xem em Hà My như thế nào. Bởi vì mấy ngày qua em không tới lớp. Hả? Cô nói gì? Mấy ngày nay Hà My vẫn đi học bình thường mà. Thưa ba, cô mới đi học về. Mấy ngày nay mày bỏ học đi đâu? Anh ơi, anh bình tĩnh. Thật ra là mấy ngày qua trên lớp cũng có nhiều chuyện xảy ra. Cô không cần đỡ lời cho nó. Tao đi làm cực khổ, lo cho mày ăn học. Mày muốn làm nhục tao bao nhiêu lần nữa? Năm ngoái đó, mày bày đặt yêu đương, tao phải tốn bao nhiêu tiền mày mới được lên lớp. Bây giờ mày còn bị trò trốn học. Khốn nạn! Tao thôi đi. Ba có bao giờ lắng nghe con nói không? Chưa bao giờ ba hiểu được cảm xúc của con. Ba không bao giờ biết con là mày chịu được những gì. Ba tiếc tiền của ba chứ gì. Để ba cứ giữ tiền của ba đi. Con tự lo cho bản thân mình được. Con sẽ không về ba nữa đâu. Hà My! Anh ơi! Anh ơi! Anh có sao không vậy? Anh ơi! My ơi! Anh ơi! Thầy đúng rảnh. Thích thì vào nhậu với nó. Đứng đây nhìn nãy giờ làm gì? Đúng rồi, vô đi thầy, nhìn làm gì? Hai đứa làm nhiệm vụ đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Mấy đứa đã từng thề thốt với nhau như thế nào? Bạn bè gặp chuyện là phải ở bên cạnh nhau, giúp đỡ, khuyên răn nhau. Bây giờ chỉ có hai đứa mới đưa Hà My trở về như Hà My lúc trước thôi. Nè, thầy về trước. Bao nhiêu kinh nghiệm từ xưa tới giờ thầy truyền đạt cho hai đứa. Chỗ tài ra cho thầy xem đi nha. Đừng làm cho thầy mất mặt nha. Đi đi. Thầy đi đi. Đi. Cố lên. Vậy đi nhậu, không rủ nha. Biến đi chỗ khác. Đừng giả mèo khóc chuột. Tụi tao xin lỗi vì đã cô lập mày. Nhưng mà mày cũng có cái sai mà. Mà hại con Hoài Anh không có đường về nhà luôn, mày thấy không? Tụi bay là đứa phản bội. Đúng. Cứ cho là bọn tao phản bội mày đi. Nhưng có Hoàng Anh đâu có đáng phải chịu những điều như vậy. Mày là đứa phải xin lỗi Hoàng Anh. Mày lún sâu quá rồi đó. Tao xin lỗi Hoàng Anh á. Hà My à, thằng Nam là người tốt, không có như mày nghĩ đâu. Mày ngừng việc ghét những giáo viên khác lại đi. Chỉ cần nhớ đến nụ cười đều giá của Thái Hùng, ánh mắt lạnh lùng của cô Thi là tao không thể nào dừng lại được. Sao? Mày muốn trả thù đúng không? Đi. Buông ta ra. Mày đi theo tao. Buông ta ra. Mày dắt tao đi đâu vậy? Đây, nhà thầy Hùng. Mày dắt tao đi làm gì? Mày bị điên à? Đến để trả thù. Chẳng phải mày muốn trả thù thầy Hùng hay sao? Oan có đầu, nợ có chủ. Mày muốn trả thù thì trả thù thầy Hùng. Tại sao mày thù các giáo viên? Mày làm gì vậy? Sao mày núp? Buông tôi ra. Bây giờ mày muốn không? Để tôi xử cậu. À, mày muốn tự tay xử hắn đúng không? Được, mày xử hắn đi. Ê, xong, mày làm gì vậy? Mày điên hả? Mày xử hắn đi. My ơi, cái này không giỡn được đâu nha My. My ơi,
Sao? Mày trả thù đi. Người mà đã gây ra nỗi đau cho mày, mày không muốn trả thù nữa à? Hà My à, tha thứ cho kẻ thù là tha thứ cho chính mình. Mày đừng sống mãi với quá khứ nữa, hãy nhìn về tương lai đi. Khóc đi, khóc cho hết đêm nay được thôi. Tao cũng thấy một Hàng My vô tư như lúc trước, chứ không phải như bây giờ. Muộn rồi, tao không thể nào cười như ngày xưa được nữa. Tao không thể trở về như ngày xưa được nữa. Hàng My, đừng, nó cần thời gian để suy nghĩ. Mày cứ kệ nó đi. Nếu anh có yêu nó thì ngại gì. Để nghe đứa này nó không tập chưa. Như vậy mới bất ngờ. Vậy mới có điểm nhấn. Có ai thích đâu. Ta diễn cho quá trời quá đất luôn mà coi không cười làm sao. Vui lên rồi. Vui lên. Vỗ tay lên. Vui lên đây. Thôi, tao đang lo cho Hà My, không biết nó có sao không nữa. Sao là sao? Bộ hôm qua có chuyện gì hả? Tại Tuấn Phong đó. Cũng là thằng Tuấn Phong. Ghét cái thằng này ghê vậy. Đụng như nó xui xẻo bao nhiêu rắc rối là nó. Tuấn Phong cuối. Nè. Tại hôm qua thằng Tuấn Phong dẫn Hà My tới gặp ông thầy Hùng với bà cô Thi. Thằng thấy bà cô Thi á mang bụng bầu bự vậy nè. Trời đất ơi, mày điên hả Phong? Tự nhiên dắt My tới gặp hai người đó chi vậy? Đúng rồi đó. Mày có gì nỗi đau của nó. Mày im đi. Nó phải đối diện với nỗi đau thì mới trưởng thành được. Trời, mấy em ơi, có ai liên lạc được với Hà My không? Sao vậy con? Hả? Hôm qua Hà My cãi nhau với ba. Ba Hà My đánh Hà My nhưng mà cô không có nghĩ về chuyện đó mà Hà My bỏ nhà đi. Hôm qua giờ không ai liên lạc được hết. Mày thấy chưa? Hôm qua tao kêu mày đuổi theo nó mà mày không nghe. Là sao? Hả? Có ai liên lạc? Hà My gọi. Nghe. Alo, My ơi. Thường anh à, tao biết. Tao xin lỗi ngàn lần thì cũng không thể nào xóa được hết tội của mình. Nhưng những giờ phút cuối đời này, tao mong mày sẽ tha thứ cho tao. Hoàng Anh mãi là người bạn tốt nhất của Hà My. Vĩnh biệt mày. My! Hà My! Để em gọi lại. Mày! Tụi bay đừng đến đây. Tụi bay mà đến đó tao nhảy xuống dưới đó. Hà My, tao không biết mày đang suy nghĩ cái gì nhưng mà mày nghe tao nói nè. Đúng là mày đã làm những cái chuyện mà không phải với tao, nhưng mà tao không có giận mày. Tao hiểu cảm giác của mày mà. Ở đây cũng chẳng có ai ghét mày hết trơn á. Mày bình tĩnh lại đi. Cái chết không giải quyết được gì đâu. Hà My, giải quyết nỗi đau bằng cái chết là sự hèn nhát đó. Bà làm sao vậy? Trước giờ bà mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ bà lại làm những việc dại dột như thế này chứ? Đúng rồi, mày mạnh mẽ lắm Hà My. Mày đừng sống với quá khứ nữa. Ai cũng thế, phải vượt qua nỗi đau thì mới trưởng thành được. Bọn tao cũng vậy, và mày cũng vậy. Đôi khi tao nghĩ không hiểu con người ta sinh ra là để làm gì. Trải qua tất cả những nỗi đau, còn tim tao chai sạn, tao không còn có thể tin ai được nữa. Mà kể cả chúng mày cũng không thể tin tao. Tao không còn có thể tìm được mục đích sống của mình nữa. Vậy thì tao sống để làm cái gì nữa? Hà My nói đúng. Sống là một đặc quyền. Em có quyền tự quyết định mạng sống của mình. Nhưng trước khi em từ bỏ nó, thầy muốn em gặp một người. Hà My! Ba! Hà My, ba xin lỗi con. Mình không hiểu những gì con đã chạy qua.
Ngày mẹ con mất, ba cũng đã từng ôm con đứng trên sân thượng và không ngừng đặt ra câu hỏi mình sống để làm gì. Rồi con không, ba hiểu rằng mình phải sống vì con. Ba, con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã không được như những gì ba kỳ vọng. Con là một đứa con bất hiếu, nhưng mà bây giờ con không thể nào giữ lại được. Không, em vẫn còn có thể quay lại được. Em hãy nhìn xuống dưới đi. Em thấy đó, mọi người ai cũng yêu thương em. Chẳng lẽ em dùng cái chết của mình để đổi lấy bao nhiêu nỗi đau của mọi người hay sao? Trước khi thầy bước vào cái trường này, thầy đã quyết tâm và tự hứa với bản thân mình bằng mọi cách thầy sẽ giúp các em hiểu ra hai chữ tình thương. Thứ mà có lẽ đối với các em các em có thương đó. Nhưng đối với thầy, thầy rất là cần nó. Em hiểu tại sao không? Tại thầy là một đứa trẻ mồ côi. Tâm hồn là của em, em có quyền quyết định mạng sống của mình bằng suy nghĩ, bằng lý trí của mình. Nhưng nên nhớ một điều, thể xác là do cha mẹ em ban tặng, em không được phép làm tổn thương đó. Hay gì mọi người, dùng ý tưởng cao cả của thầy làm ơn đi, hãy trân trọng mạng sống của mình. Cuộc sống vốn dĩ không có ý nghĩa em à, chỉ có chính bản thân của chúng ta mới là ý nghĩa của cuộc sống. Đoạn đường phía trước đừng lại chân em, có khó khăn buồn đau cùng nhau gánh chịu. Tôi là tôi thế thôi, không giống mẹ như mọi người, bước hiên ngang giữa dòng đời hớt tan. Hoài niệm xưa cũ với những tháng năm mong mơ tuổi thơ học trò, sống thật lòng với nhau chẳng bận tâm sáng giàu. Hết sóng gió rồi lại chung đâu, chẳng ngăn được tôi. Mặt ai cũng tươi tắn quá ta. Không biết là đến giờ phút bây giờ, không biết có ai còn ghét tôi không? Không. Có giận không? Không. Vậy có ai thương tôi không? Không. Có. Có. Nhồi từ xưa tới giờ nhồi hoài. Thật sự hôm nay thầy rất là vui khi mà ước mơ của thầy đã trở thành hiện thực. Đây là một ngày đặc biệt và ý nghĩa đối với thầy. We are one. 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 Giỏi lắm, chạy 20 vòng. Giờ muốn sao ta?
Muốn sao đây? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Nhanh lên! Nhanh! Chậm. Nếu như không có sự đồng lòng trả thù đó thì sẽ không có một Hàm Y như ngày hôm nay. Lớp chúng ta còn cả một chặng đường dài ở phía trước. Cái tuổi học trò là cái tuổi đẹp nhất của đời người. Cho dù chúng ta có tiền cũng không thể mua được thời gian, mua được tình bạn. Chúng ta phải có trách nhiệm với những gì chúng ta đã làm ra. Cho nên thầy chỉ mong các em mãi mãi là bạn tốt của nhau. Thể thao muốn tập khỏe nè thì phải tập thể thao. Nhanh lên. Tất cả lại đây một lần cho tôi, tất cả cùng nhau một cái cho tôi. Lời thầy nói mà cứ bên tay, sau này mới biết mình sai. Được. Trước điều gì đâu, ngày mai lùi tàn hay phân ly, thời gian cho ta lắng động lại, chờ đón sóng gió trong tương lai, cầu mong cho đắng ngắm lại về, bình an cho những người u mê. Về sau khi ta bóng về ra, mỉm cười nhẹ nhàng cho qua. Ngày con ngồi trên ghế nhà trường lắng nghe những bài học, ngày đó cứ muốn trốn đi đâu xa thật xa. Một mai trưởng thành rồi bỗng dưng lại bồi hồi, cần ai đó dạy cho ta. Lòng nhớ về người thầy dạy ta những điều hay, lòng nhớ về người thầy cô dạy ta. Say no.